Thánh Phaolô Vũ Văn Đồng, tự Dương, thủ bạ 1802-1862. Thánh Phaolô Vũ Văn Đồng sinh năm 1802 tại Vực Đường, họ Thánh Tôma Tông Đồ, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên. Cao Xá là một xứ đạo có từ lâu đời, có truyền thống đạo đức, dân làng hiền hòa, hầu hết theo đạo Thiên Chúa, thuộc địa phận Trung, nay thuộc giáo phận Thái Bình. Thánh Phaolô Vũ Văn Đồng tuy là người dân quê chất phác hiền lành, nhưng lại rất trực tính mà thật thà và ngay thẳng. Vì vậy, Ngài rất có uy tín và được các cha cũng như mọi người trong xứ đạo tín nhiệm, bầu Ngài làm thủ bạ, tức là người coi giữ sổ sách và quản lý tài sản của họ đạo trong nhiều năm. Lúc đó là đang thời kỳ cấm đạo vô cùng độc ác của vua Tự Đức, nên để chu toàn công việc được giao phó lại càng khó khăn hơn. Ý thức được điều đó nên Ngài lại càng kín đáo sắp đặt mọi công việc một cách khôn ngoan. Tới khi vua Tự Đức ra lệnh bắt các đầu mục trong làng, quan cho lệnh về Cao Xá vây bắt mọi người phải ra tập trung trong đình làng, lấy lý do để kiểm tra dân số. Nhưng chủ ý của quan là bắt các Kitô hữu phải bước qua thánh giá. Quan truyền đặt tượng thánh giá trên cửa đình, bắt mọi người phải bước qua. Những người không tuân lệnh đều bị trói, bắt đeo gông rồi giải về huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông Phaolô Vũ Văn Đồng cũng là một trong số đông những người bị bắt trong hoàn cảnh này, vì ông cương quyết không chịu bước lên tượng Chúa và ông lớn tiếng xưng mình là người theo đạo. Sau đó ông liền bị bắt. Hôm đó là ngày 25 tháng 11 1861. Tại huyện Ân Thi, quan khuyên dụ và hứa nếu ông bỏ đạo, quan sẽ thưởng cho nhiều tiền bạc. Nhưng Ngài luôn từ chối. Ngài luôn khẳng định với quan là dù chết, Ngài cũng luôn trung thành với Chúa, với đạo. Thấy một ông già đã 60 tuổi đứng trước những khổ hình mà vẫn cứng lòng, quan nổi giận truyền lệnh đánh nát thịt rồi đeo gông rất nặng, xích chân tay và giải về tỉnh Hưng Yên. Khi áp giải Ngài về tỉnh, lúc tới cổng thành, Ngài thấy tượng thánh giá Chúa đặt giữa ngay lối đi, lính bắt Ngài bước qua. Chẳng những không bước qua, Ngài còn quỳ xuống hôn tượng Chúa. Quân lính thấy thế liền đánh dúi đầu Ngài xuống. Bọn lính thay nhau đánh một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn không thuyết phục được một người chiến sĩ anh hùng của Chúa bước qua thập giá. Cuối cùng, bọn lính phải nhốt Ngài vào chiếc cũi nhỏ, chật hẹp rồi khiêng Ngài đi qua. Trong nhà tù gần một năm, Ngài phải chịu trăm ngàn cực hình đau đớn. Theo lệnh vua Tự Đức ban hành ngày 5 tháng 8 1861, mỗi tín hữu Kitô phải bị khắc hai chữ tả đạo vào hai bên má. Người ta khắc chữ bằng một thanh sắt nung lửa thật đỏ vào má, để khi vết thương lành thì vết sẹo vẫn còn. Làm như thế để hành hạ tội nhân và cũng để dễ nhận diện mỗi khi bị bắt. Thánh Phaolô Vũ Văn Đồng mỗi khi bị khắc vào má như vậy, Ngài lại lấy dao gạch nát hai chữ tả đạo ấy. Bị đánh đòn quá nhiều lần, lại còn bị hành hạ bằng đủ mọi cách ác nghiệt, nhưng Ngài luôn luôn trung thành và bền bỉ xưng đạo. Một lần khác, bị quân tra khảo và bực tức vì Ngài đã gạch nát hai chữ tả đạo và khắc trên má, quan truyền quân lính phải khắc lại hai chữ ấy trên trán. Ngài xin quan để Ngài nhờ bạn tù khắc giùm. Quan đồng ý, sau đó Ngài nhờ mấy người bạn tù khắc cho hai chữ chính đạo trên gò má thay vì hai chữ tả đạo. Quan thấy hành động khẳng khái và dũng cảm này làm quan rất bực, nên ra lệnh cấm không cho ăn đúng một tuần. Vì bị cấm không ăn, không uống nhiều ngày, lại còn bị hành hạ đánh đập, đeo gông đeo xiềng, nên Ngài dần dần mất sức và rũ liệt. Người lính canh gác thấy Ngài đã già yếu 60 tuổi rồi, cho nên thương lén lút cho Ngài một nắm cơm và một chén nước, nhưng Ngài không ăn, không uống, lại nhường phần ăn ấy cho những người bạn tù khác bên cạnh. Bị giam đói khát trong 8 ngày và bị đánh đòn khủng khiếp nên Ngài mê man bất tỉnh. Những người lính có trách nhiệm canh gác phải vất vả lắm mới làm cho Ngài hồi tỉnh lại được.
Sau cùng quan nhìn thấy hành động khắc hai chữ chính đạo trên gò má như thế, là biết chắc chắn không thể thuyết phục bước qua thánh giá được. Cho nên quan làm án trảm quyết, án lệnh được thi hành ngày 3 tháng 6, 1862. Trên đường tiến ra pháp trường, ngài sốt sáng đọc kinh Phó Dâng Linh Hồn. Kinh này là đọc giúp người hấp hối gần chết. Tới pháp trường, ngài xin Lý Hình 1 phút để đọc tên cực trọng Chúa Giêsu 3 lần, rồi cúi đầu cho Lý Hình vung gươm chém đứt đầu. Những người đứng chung quanh chứng kiến cái chết anh hùng của người chiến sĩ can trường tuyệt vời của Chúa Kitô đã ngậm ngùi thương khóc và kính cẩn khâm phục một cụ già 60 tuổi dũng cảm đến thế. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong ngài lên bậc chân phước, và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn vinh ngài vào bậc hiển thánh từ đạo Việt Nam. Thánh Phêrô An Ma Tô Bình, linh mục 1831-1861. Thánh Phêrô An Ma Tô Bình sinh đúng ngày lễ kính các thánh, tức là ngày 1 tháng 11 năm 1831, tại làng San Felix Sarrera thuộc giáo phận Vich, miền Cataluna, nước Tây Ban Nha. Thân phụ cậu là ông Sanvio An Ma Tô, làm nghề y sĩ, và thân mẫu là bà Anicia. Cậu có người bác là linh mục, kinh sĩ phụ trách giải tội cho khắp giáo phận, và người em gái sau này cũng là một nữ tu. Cuộc đời của cậu là một chuỗi những biến cố bất thường và rất khó hiểu theo những phán đoán thông thường của con người trần gian. Về thể xác thì cậu Phêrô An Ma Tô mảnh khảnh, yếu đuối hay ốm đau, hầu như không đủ sức khỏe để theo học tới nơi tới chốn. Nhất là sau này cậu lại mơ ước trở thành một chiến sĩ đi truyền giáo ở nước ngoài. Bù lại về lòng đạo đức thì cậu lại là một con người rất đáng hãnh diện. Cậu An Ma Tô rất thích đọc tạp chí mang tên Kỷ Yếu Hội Truyền Bá Đức Tin. Trong đó có tường thuật rất nhiều về đời sống, nhiều khi rất mạo hiểm, của những nhà truyền giáo nơi các vùng xa xôi hiểm trở. Cậu An Ma Tô rất thích thú và quyết chí sau này sẽ dấn thân theo vết chân của các nhà truyền giáo này. Tháng 8 năm 1847, lúc cậu 17 tuổi, An Ma Tô xin phép cha mẹ để nhập dòng Đa Minh. Cậu được bề trên nhận vào tu viện, và ngày 25 tháng 9 cũng năm ấy, thầy An Ma Tô được mặc áo dòng, bắt đầu năm tập theo luật dòng, và đến 26 tháng 9 1848 thì thầy chính thức khấn dòng. Sau đó thầy học thần học để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Đang học thần học thì bất thần lệnh của bề trên gửi tới, thầy phải chuẩn bị lên đường đi Phi Lật Tân. Tháng 9 năm 1849, thầy An Ma Tô cùng với các bạn đồng hành tới Manila tiếp tục học thần học và trau dồi ngôn ngữ và tìm hiểu phong tục văn hóa của các nước Viễn Đông. Ngoài việc trau dồi kiến thức và trí tuệ, thầy còn dành nhiều thời giờ để suy niệm, cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Năm 1854, thầy được thụ phong linh mục tại Manila, rồi năm sau cha được lệnh xuống tàu cùng với 2 linh mục khác qua Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 1855, cha An Ma Tô tới giáo phận Đông Đàng Ngoài, tức Bùi Chu. Ở đây, cha An Ma Tô gặp Đức Cha Hạc Mô Si La Liêm và một số đông anh em dòng Đa Minh về dự lễ tấn phong giám mục cho Đức Cha Garcia San Pedro Xuyên. Sau đó vâng lệnh Đức Giám Mục, cha Phêrô An Ma Tô nhận tên Việt Nam là Bình và ở lại học tiếng Việt với cha Gaspar Nghĩa tại Nam Am, Đông Xuyên rồi Kẻ Mốt. Gần 1 năm sau, cha được cử đi nhận hạt Thiết Nham làm cơ sở mục vụ. Đức cha Hẹp Mô Si La thấy cha Phêrô An Ma Tô Bình còn trẻ trung, hăng say việc truyền giáo, nhưng sức khỏe của cha lại quá mong manh, nhất là lại phải sống chui rúc trong hầm dưới lòng đất, trong bụi rậm bụi tre, ăn mặc thô sơ, thiếu thốn mọi sự cần thiết. Hơn nữa, Việt Nam trong thời điểm này đang bị cấm gay gắt,
nên sợ nguy hại đến tính mạng của cha. Do đó đức cha Hermosilla Liêm cho lệnh thay vì ở Việt Nam thì cha An Ma Tô Bình phải sang truyền giáo tại Trung Hoa. Thật là một tiếng sét đánh bên tai, cha An Ma Tô Bình rất buồn khi nhận được tin này. Nhưng vì đức vâng lời, cha cũng phải mau mắn thu xếp hành lý lên đường. Cha phải bí mật tìm đến địa điểm hẹn hò ở ven bờ biển. Khi tới điểm hẹn thì được biết tin con thuyền chở các ngài đi Trung Hoa bị động, nên nhóm linh mục đồng hành đã quyết định vội vã nhổ neo đi gấp ngay từ đêm hôm trước rồi. Bị lỡ một chuyến tàu, cha An Ma Tô Bình được lệnh đi phục vụ tại một họ lẻ miền Hải Dương từ năm 1850 tới 1861. Từ đầu tháng 8 năm 1861, do sắc lệnh phân sáp nên hàng giáo sĩ hầu như không thể tìm được nơi nào an toàn để trú ẩn. Cha An Ma Tô Bình rời Thiết Nham, di chuyển sang Kẻ Né, rồi tới trú ngụ ở Thọ Ninh, nay lại xuống thuyền cùng đi với đức cha Valentino Bebrio Ocoa Vinh, xuôi theo dòng sông Thái Bình tới Hải Dương. Các ngài gặp đức cha Hermosilla Liêm và thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang, các ngài trao đổi tâm sự, rồi ngay sau đó, mỗi người lại tìm một đường trốn tránh. Ngày 20 tháng 10 năm 1961, khi đức cha Hermosilla Liêm và thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang bị bắt, thì đức cha Valentino Berio Ocoa Vinh và cha Phêrô An Ma Tô Bình cũng đang trên một chiếc thuyền khác, nhưng may mắn đã chạy thoát được. Thấy đức cha Liêm và thầy giảng Nguyễn Duy Khang bị bắt rồi, đức cha Berio Ocoa Vinh và cha An Ma Tô Bình nghĩ rằng trốn dưới thuyền chắc không ổn, nên ông cửu trọng là một tín hữu rất tốt bàn với đức cha là ông sẽ giới thiệu với một người bạn rất tốt là ông Lang Thừa. Ông này tuy ngoại giáo nhưng rất tốt và luôn che chở cho người công giáo. Hai vị đã tới đó và được đón tiếp rất nồng hậu thân tình. Trú ẩn được ít ngày thì một chuyện bất hạnh xảy ra, đó là ông Lang Thừa có một người cháu tên là Khán Cáp. Anh này biết trong nhà ông Lang Thừa chứa chấp đạo trưởng, anh vội đi báo để lấy 300 quan tiền thưởng. Nhưng để tránh tiếng xấu cho ông, anh liền bày kế là đưa đức cha và cha Bình đi trốn nơi khác, lấy lý do là đã có người biết đức cha và cha Bình đang ẩn trốn tại nhà ông Lang Thừa. Anh này dẫn đức cha và cha Bình ra đồng mía trú ẩn, rồi cấp báo cho quan huyện Thanh Hà đem 300 quân lính về vây bắt tại chỗ trong ruộng mía. Thấy không thể lẩn tránh được nữa, đức cha Valentino đứng thẳng lên và dõng dạc nói: "Chúng tôi không cần trốn nữa, nếu các ông muốn bắt thì cứ việc bắt đi." Thế là họ xông vào bắt trói cả hai nhà truyền giáo của Chúa. Hôm đó là 20 tháng 10 năm 1861. Bắt được các ngài đeo gông, rồi giải về nộp cho quan tổng đốc Hải Dương. Tới cổng thành Hải Dương, họ đã đặt sẵn một cây thánh giá thật lớn ngay giữa lối đi. Họ yêu cầu các ngài bước qua, nhưng hai ngài đã dừng lại. Đức cha Ocoa Vinh và cha An Ma Tô Bình tới quỳ gối cung kính hôn thánh giá, rồi đức cha Valentino hiên ngang đứng dậy nói: "Chúng tôi sẽ không bước qua nếu các ông không chịu di chuyển cây thánh giá này đi nơi khác. Dù có phải chết nơi đây, chúng tôi cũng sẵn sàng chết ngay tại chỗ." Thấy thái độ khẳng khái và cương quyết như thế, họ phải chịu thua, di chuyển cây thánh giá đi. Lúc ấy các ngài mới tiếp tục bước vào công trường. Quan tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Quốc Cẩm thấy hai vị đạo trưởng Tây Phương dáng vẻ hiền lành nên không đành tâm đối xử tàn tệ. Ông chỉ hỏi sơ qua về danh tính, tuổi tác và việc giảng đạo như thế nào. Quan hỏi cha An Ma Tô: "Ông tên là gì?" Cha Bình thản nhiên đáp: "Tôi là Linh Mục An Ma Tô Bình, người nước Tây Ban Nha, sang An Nam giảng đạo Thiên Chúa được 7 năm tại nhiều nơi." Sau đó, quan ra lệnh giam mỗi vị một chiếc cũi, nhưng cho lệnh viên cai ngục phải đối xử tử tế và nghiêm cấm không được nói năng vô lễ với các ngài. Thái độ dễ dãi này đã được báo cáo tới quan tổng đốc Nam Định là Nguyễn Đình Tân. Biết tin, ông này đã đích thân tới Hải Dương và dùng quyền ép quan tổng đốc Hải Dương phải lên án trảm quyết ngay. Theo quyết định của quan tổng đốc Nam Định Nguyễn Đình Tân, cha Phêrô An Ma Tô Bình bị lãnh án trảm quyết cùng với hai đức cha Hermosilla Liêm và đức cha Valentino Berio Ocoa Vinh. Ngày thi hành án lệnh được quyết định là 1 Tây tháng 11 năm 1861, chính là ngày lễ kính các thánh nam nữ trên trời. Như đã ghi lại trong truyện thánh giám mục Valentino Berio Ocoa Vinh,
Ngay từ sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 1862, đoàn quân hùng hậu nghiêm chỉnh hai hàng, đi đầu là một con voi, theo sau là ba chiếc cũi nhốt ba nhà truyền giáo Tây Phương. Ở giữa là chiếc cũi nhốt Đức cha Valentino, bên phải là chiếc cũi nhốt Đức cha Hermosilla và bên trái là chiếc cũi nhốt cha Ferro Amato Bình. Theo sau xa xa là một số đông dân chúng và cả lương lẫn giáo muốn chứng kiến cái chết anh hùng của các chiến sĩ đức tin. Tới nơi các quan ra lệnh mở cũi để các ngài bước ra, các ngài vui vẻ thản nhiên quay nhìn mọi người cúi đầu chào và hai đức cha giơ tay ban phép lành lần cuối cùng cho các tín hữu đứng hai bên đường. Sau đó, các ngài quỳ xuống đất sốt sắng cầu nguyện mấy phút. Ba hồi chiêng trống nổi lên, các lý hình đã sẵn sàng giơ cao những lưỡi gươm sắc bén. Đợi tiếng chiêng cuối cùng thì lý hình chém xuống một nhát, cả ba chiếc đầu cùng rơi xuống đất. Mọi người chứng kiến ở vòng ngoài hồi hộp nín thở, có tiếng kêu lớn từ xa. Trời ơi, đầu các ngài đã rơi xuống đất rồi, ghê sợ quá. Những người dân cả lương lẫn giáo xô nhau tới thấm máu các ngài, thi thể các ngài được an táng ngay tại pháp trường. Một thời gian sau, giáo dân cải táng rước về đặt tại Thọ Ninh, hiện nay thủ cấp của cha thánh Ferro Amato Bình, được chuyển về tôn kính ở Tây Ban Nha, quê hương của ngài, còn thi hài thì được an táng trong thánh đường xứ Hải Dương. Đức Giáo hoàng Pio X đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng cha Ferro Amato Bình lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Ferro da Thợ Mộc 1802-1862. Thánh Ferro da sinh khoảng năm 1802 trong một gia đình lao động nghèo khó thuộc làng Ngọc Cục, nay đổi là Ngọc Tiên, thuộc xứ Lục Thủy, địa phận Trung Đàng Ngoại, phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Cha là ông Đa Minh Trương, mẹ là người lương, nhưng người cha rất ngoan đạo nên dạy dỗ con cái chu đáo, đức tin rất vững vàng. Ông làm nghề thợ mộc tuy vất vả nhưng ông vẫn trung thành, giữ công tác, dập chuông và dọn dẹp nhà thờ, nhà xứ một cách chăm chỉ, gương mẫu. Thánh Ferro da được thừa hưởng một nền giáo dục tôn giáo vững chắc, cho nên khi lập gia đình, ngài cũng là một gia trưởng gương mẫu. Đời sống của ngài là một đời sống của một người nhà quê làm nghề thợ mộc bình dị, an phận với cuộc sống bình thường. Ban ngày đi làm, sáng tối đọc kinh cầu nguyện, lo lắng dạy dỗ con cái cho nên người lương thiện. Cuộc sống ngày này qua ngày khác chỉ có thế thôi. Nhưng đâu có ngờ một ngày không đẹp trời, sóng gió từ triều đình đổ xuống, lệnh phân xác người công giáo được ban hành. Bao nhiêu làng mạc và gia đình công giáo bị tàn phá lao đao. Gia đình Thánh Ferro da cũng cùng chung một số phận ấy với bao nhiêu người công giáo khác. Làng Ngọc Cục có hàng loạt người bị bắt, bị phân xác và bị tàn phá. Theo lịch sử ghi lại thì Thánh Ferro da bị bắt cùng với một số đông người trong xứ Lục Thủy vào cuối thời thi hành chiếu chỉ phân xác của triều vua Tự Đức. Lúc ấy ngài đã 60 tuổi. Thánh Ferro da bị bắt, bị đeo gông và xiềng xích tay chân luôn, giải về giam tại phủ Xuân Trường cùng với một số người khác nữa. Tại đây bị tra tấn và bị ép buộc đạp lên thánh giá, nhưng ngài cương quyết nhất định không chịu tuân hành, nên lại bị đánh rất tàn ác, rồi sau đó bị đưa tới giam tại làng Quần Linh, huyện Vụ Bản và Quỳnh Côi. Tại đây ngài phải chịu nhiều trận đòn, cũng như tra tấn dã man và nhiều khổ hình thật kinh hoàng. Nhưng dù bất cứ cuộc tra tấn hay đòn vọt cực kỳ dã man nào, thì người đầy tớ Chúa Kitô luôn luôn tỏ ra anh hùng, không hề nao núng khiếp sợ, không hề than van hay lùi bước. Lần cuối cùng là ngày 15 tháng 6 năm 1862, ngài bị đưa tới trước mặt quan tổng đốc. Quan khuyên rủ bước qua thánh giá thì quan cho về với vợ con và được trọng thưởng vàng bạc. Ngài dõng dạc trả lời rằng, nếu quan tha và cho về với gia đình thì tôi cảm ơn quan.
Còn việc bước lên ảnh tượng của Chúa thì dứt khoát là không bao giờ tôi có thể nghe lời quan được. Quan tổng đốc nổi giận, ra lệnh tống giam và làm án phải thiêu thân. Ngày 17 tháng 6 năm 1862, người thợ mộc chứng nhân đức tin, tôi tớ trung kiên của Chúa Kitô hân hoan bước theo đội quân Lý Hình tới nơi đống củi đang bập bùng bốc cháy. Thánh Phêrôđa bị trói rồi bị ném vào đống củi đang cháy lớn. Ngài lớn tiếng cầu nguyện, dâng phó linh hồn cho Chúa. Lời cầu nguyện nhỏ dần trong khi đống củi cứ mỗi lúc một bập bùng cháy dữ dội hơn. Mọi người đứng chung quanh được diễm phúc chứng kiến cái chết anh hùng của người tôi tớ Chúa, đều nói rằng khi bị ném vào đống lửa, Ngài tỏ ra rất vui mừng, tươi cười từ giã mọi người, không hề sợ hãi. Khi mùi khét đã bốc lên và ngọn lửa đã tàn, người Lý Hình thấy Ngài hình như chưa chết nên lấy gươm vung lên chém bay đầu vị tử đạo rơi xuống đất. Như vậy, Thánh Phêrôđa chết vì đức tin, chết để chứng minh và làm chứng nhân cho Chúa tới hai lần, một lần chết vì bị thiêu sống và một lần nữa bị chết vì chém đầu. Sau đó bà vợ và họ hàng thân quyến đã xin xác và an táng Ngài ngay tại nơi Ngài đã anh dũng nhận lãnh thiên triều tử đạo. Hôm đó là ngày 17 tháng 6 năm 1862. Khi việc bách đạo đã lắng dịu thì giáo dân xứ Ngọc Tiên đã cải táng và rước Ngài về nhà thờ của giáo xứ quê hương của Ngài. Ngày 24 tháng 4 năm 51, Đức Giáo hoàng Pio XII đã suy tôn người thợ mộc nghèo nàn xứ Ngọc Tiên là Phêrôđa lên bậc chân phước, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Linh Mục 1826-1859. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý sinh năm 1826 là con thứ sáu, là út của ông bà Anton Đoàn Công Miêng và bà Anne Nguyễn Thị Thường. Nguyên quán của ông bà ở miền Bắc Việt Nam năm 1820 vì sinh kế nên gia đình đã di chuyển vào miền Nam tới lập nghiệp ở Búng, làng Hưng Thịnh, Tổng Bình Thạnh, hạt Thủ Đầu Một, nay là tỉnh Bình Dương. Vào miền Nam được 6 năm, tức năm 1826 thì ông bà sinh được cậu con trai thứ 6, cũng là cậu con út, ông bà đặt tên cho cậu là Phêrô Đoàn Công Quý. Cậu Quý dần dần lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà, nhất là của bà mẹ, rất yêu thương và luôn ở sát bên mẹ. Bà Maria Thu, nhà bên cạnh, thấy bà Thường chiều chuộng cậu út quá, có lần nói, bà chiều cậu con quá như thế lớn lên thì nó hư mất. Bà Thường hãnh diện trả lời, gớm bà nói hư làm sao được, lớn lên cháu nó đi tu làm linh mục, nó về làm lễ và giải tội cho bà đấy. Bà hàng xóm vui miệng nói, thế khi ấy tôi phải gọi cậu ấy là cha, sướng nhỉ. Quả thật như vậy, điều mơ ước lớn lao nhất của ông bà Anton Miêng là có một người con dâng mình cho Chúa để làm linh mục. Hằng ngày ông bà vẫn cầu xin với Chúa như vậy. Ông bà rất vui và hy vọng nơi cậu con út này. Cậu học hành khá thông minh, ngoan ngoãn và siêng năng đọc kinh sáng tối, thích đi lễ và xin vào ban giúp lễ. Được giúp lễ, cậu có được dịp gần cha Tam, cha xứ nhà thờ họ Búng để xin cha hướng dẫn về đời đạo đức và ơn gọi làm linh mục. Cha Tam thấy cậu bé thông minh, lại ngoan nên giới thiệu cậu với cha Gioan Michael Mịch để học kinh sách và tiếng Latin. Sau một thời gian thử thách và học tập tốt, cha Gioan Mịch gửi cậu về Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở Thị Nghè. Lúc ấy, cha Boren đang làm giám đốc chủng viện. Tới năm 1848, thầy Quý được gửi đi du học tại Penang, Mã Lai, tại trường Đại Chủng Viện của các cha hội thừa sai Paris đảm trách. Tại Đại Chủng Viện này, thầy Quý học triết học, thần học, văn chương, ngôn ngữ. Năm 1855, thầy Đoàn Công Quý trở về nước giữa thời kỳ vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo rất gay gắt. Thầy trở về thăm gia đình tại Búng. Người trong họ đạo thấy thầy về, nhiều người tò mò
nhất là mấy cô trong ca đoàn cứ to nhỏ thì thầm với nhau rằng: "Công tử Quý, con ông Miêng đi học lâu ngày đã về, chắc là hết tu rồi, anh chàng đẹp trai lắm. Cô Mai, con ông Quản Tuần, nhà ở đầu nhà thờ, xem ra bận tâm đến chàng." Cô cố ý tò mò hỏi xem thầy còn tu nữa hay thôi. Trong lòng cô mong ước là thôi rồi, vì thời thế đạo chúa bị cấm cách, đạo trưởng bị bắt bớ, nên cô tin thầy Quý sợ hãi, đã bỏ nhà dòng đi ra. Cô mong như thế, cô nói với mấy cô bạn trong ca đoàn rằng: "Anh chàng đẹp trai như thế mà đi tu thì uổng quá, chúng mày ơi. Tao cầu xin cho anh ấy đừng tu nữa, tu thời này khó lắm." Cô bạn khác của Mai thích thầy Quý nên hóm hỉnh nhạo lại: "Con quỷ này, mày mê người ta rồi hay sao mà lo cho người ta thế? Ừ mà chàng đẹp trai thật, đi tu uổng quá." Cô Mai nghe bạn nói đỏ mặt đáp: "Thì tao cũng nói vậy thôi, tu hay không tu đã chắc gì người ta để ý đến tao." Nói xong cô nàng lấy tay che mặt vì mắc cỡ. Nhưng thật là bé cái lầm, chỉ ít sau các cô đều thất vọng, nhất là cô Mai, con ông Quản Tuấn. Thầy Đoàn Công Quý sau ít ngày âm thầm về thăm gia đình, thầy lại trở về nhà trường chờ lệnh đức cha chỉ thị. Tình thế mỗi ngày một căng thẳng hơn, vua Tự Đức lại ra sắc chỉ thứ ba, ra lệnh truy nã bắt hết các đạo trưởng tín hữu phải xuất giáo, các nhà thờ và chủng viện phải phá hủy. Trước tình thế quá nguy hiểm, đức cha Lơ Phe Nghĩa trao phó cho thầy Phêrô Đoàn Công Quý việc dạy giáo lý, tổ chức các sinh hoạt trong xứ đạo. Thầy đã rất thành công trong những công tác được trao phó. Đức cha rất hài lòng về thầy, cho nên năm 1858 đức cha truyền chức linh mục cho thầy. Lễ truyền chức được cử hành tại nhà thờ Thủ Đầu Một. Sau đó đức cha bổ nhiệm ngài đi coi xứ Lái Thiêu, Gia Định rồi Kiến Hòa. Một thời gian sau thì đức cha lại đổi ngài về làm phó xứ Cái Mơn thuộc tỉnh Vĩnh Long. Khi cha Phêrô Đoàn Công Quý về Cái Mơn thì cũng chính là thời điểm tháng 9 năm 1858, quân đội Pháp và Tây Ban Nha kéo nhau đưa tàu vào cửa hàn Đà Nẵng. Trước tình thế đó, vua Tự Đức lại càng hoảng hốt căm thù các giáo sĩ ngoại quốc và đạo Công giáo. Vì vậy, những cuộc truy nã các vị thừa sai cũng như các tín hữu rất ồn ào náo nhiệt. Khắp các nơi quan quân đều xông xáo đi tìm thừa sai Tây Âu. Cha Quý mới chỉ về Cái Mơn được 3 tháng thì lâm nạn, vì có người mật báo cho quan đầu tỉnh biết là tại dòng bến Thánh Giá Cái Mơn có đạo trưởng Tây Dương ẩn trốn. Các quan cho quân kéo nhau về vây kín tu viện. Quan bước vào nhà, gặp hỏi nữ tu bề trên: "Tại đây các bà giấu các đạo trưởng Tây Dương có đúng không?" Nữ tu trả lời: "Bẩm lại các quan, ở đây chúng tôi là nhà tu, không có đạo trưởng Tây Dương nào. Chúng tôi xin các quan soi xét để chúng tôi được sống yên ổn." Quan nói: "Các người mà nói dối thì ta sẽ chém đầu hết." Bà bề trên thưa: "Bẩm quan, chúng tôi không dám nói dối đâu ạ." Thế rồi quan hạ lệnh cho lục soát khắp nhà trên nhà dưới, lính không bắt được đạo trưởng Tây Dương nào. Quan hạ lệnh trói mấy nữ tu để điều tra về chỗ ẩn trú của các đạo trưởng. Các nữ tu đều trả lời là không biết, ở đây không có đạo trưởng Tây Dương nào. Sau cùng thì quan cho lệnh giải vây, vì quan tin là các nữ tu nói thật. Đức cha biết dòng bến Thánh Giá Cái Mơn bị các quan theo dõi, nên đức cha lại đổi cha Phêrô Quý về họ Đạo Đầu Nước ở Cù Lao Giềng, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha về họ Đầu Nước ngày 27 tháng 12 năm 1858. Về Đầu Nước, cha Phêrô Đoàn Công Quý bắt tay ngay vào công việc dạy giáo lý và đi thăm các gia đình. Nhưng mới chỉ được 10 ngày thì biến cố lớn xảy đến làm thay đổi mọi sự. Trong dân làng có một kẻ xấu bụng ham tiền thưởng nên lén lút lên gặp quan tổng đốc tỉnh An Giang để báo cáo tại nhà ông Lê Văn Phụng có đạo trưởng đang trú ẩn tại đó. Quan tổng đốc liền cho lệnh đưa 100 lính tới bao vây chung quanh nhà ông Lê Văn Phụng ở Đầu Nước. Thấy lính kéo đến quá đông, người ta vội báo cho ông Lê Văn Phụng. Được tin này, cha Bạc Nô vội nói với cha Quý: "Tôi và cha phải đi trốn ngay." Cha Quý trả lời: "Tôi là người bản xứ, quan quân khó nhận ra, cha phải đi trước đi, tôi ở lại dọn đồ lễ để khỏi phiền lụy cho chủ nhà này, nếu cần tôi sẽ đi sau." Sau đó cha Bạc Nô trốn ra khỏi nhà thì quan quân đổ xô vào.
Cha Quý chạy vào ẩn trên sàn nhà. Quan ra lệnh ông Phụng phải nộp đạo trưởng Tây Dương, vì quan đã được mật báo biết chắc là có đạo trưởng Tây Dương đang trốn ở đây. Ông Lê Văn Phụng cương quyết trả lời: "Thưa quan, tôi thưa thật là không có đạo trưởng Tây Dương ở đây." Quan quát lớn: "Không nói thật thì ta đánh cho tan xác bây giờ." Cha Quý nghe nói sẽ đánh ông Phụng tan xác thì xúc động quá, bèn quyết định ra đầu thú, từ trên sàn nhà nhảy ra. Cha nói: "Chính tôi là đạo trưởng, không có đạo trưởng Tây Dương nào ở đây. Ai muốn theo đạo, tôi sẵn sàng chỉ cho." Quan ngỡ ngàng nhìn cha Quý: "Anh nói láo, anh còn trẻ như thế này mà đã là đạo trưởng được hay sao?" Cha Quý cương quyết nhận: "Vâng, thưa quan lớn, tôi là đạo trưởng thật mà." Thấy cha Quý nói có vẻ xác tín như thế, quan vẫn chưa tin. Quan quay lại hỏi một em bé 10 tuổi, cháu nội ông Phụng: "Ở đây ai là đạo trưởng?" Cháu nhỏ chỉ cha Phêrô Quý và nói: "Cha Quý đấy." Lúc ấy quan mới tin, rồi ra lệnh bắt trói cha, ông Lê Văn Phụng và 32 tín hữu khác, xiềng xích lại rồi giải về Châu Đốc. Khi tới Châu Đốc thì lính áp giải cha Quý tới nộp cho quan tổng đốc tỉnh. Quan tổng đốc nhìn thấy cha Quý còn trẻ, đẹp trai thì có cảm tình ngay. Quan thẩm vấn cha: "Anh là đạo trưởng thật à? Anh còn trẻ quá. Thôi hãy bước qua thập giá để ta tha cho mà về mà lấy vợ." Cha Phêrô Quý khiêm tốn đáp lại: "Tôi là đạo trưởng. Tôi khuyên dạy người ta theo đạo. Bây giờ quan lớn lại bảo tôi bỏ đạo làm sao được. Tôi đã dâng mình làm tôi cho Chúa, tôi không lấy vợ." Quan lại nói: "Bây giờ anh đừng nhận mình là đạo trưởng, chỉ nhận là người giúp các đạo trưởng thôi thì tôi sẽ cho anh nhẹ hơn, ta có thể tha dễ dàng hơn." Ngài mỉm cười đáp: "Thưa quan lớn, tôi không thể nói dối được. Tôi là đạo trưởng thì nói là đạo trưởng. Nếu vì thế mà phải chết thì tôi xin sẵn sàng được chết." Quan nghe ngài đối đáp như thế thì buồn lòng và truyền đóng gông, xiềng xích tay chân rồi tống giam vào ngục. Ngài vui vẻ chấp nhận hình khổ và hăng hái khuyến khích các bạn đồng đạo hãy can đảm lên, hãy cầu nguyện và tin cậy vào sức mạnh của Chúa. Sau ít ngày, quan tổng đốc lại cho gọi cha Quý ra tòa. Quan nói một cách thân thiện với ngài rằng: "Thầy là người thanh liêm, nhân từ, đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo? Hãy nghe ta mà bỏ cái đạo ấy đi." Cha Quý vui vẻ trả lời: "Thưa quan lớn, tôi là người giảng dạy đạo này, sao lại có thể bỏ đạo được? Đằng khác đây chính là đạo thật, vì chỉ dạy những điều tốt lành, không phải là tà đạo như quan lớn nói." Quan lại cho lệnh giam và dùng nhiều mưu kế dụ dỗ, dọa nạt, tra tấn, đánh đập, nhiều khổ nhục kế khác nữa, nhưng ngài vẫn kiên trì chịu đựng, nhất quyết không bao giờ chối Chúa. Trong hơn 7 tháng bị giam trong ngục, trải qua bao nhiêu hình khổ, đòn vọt, cha Quý vẫn luôn kiên trung. Cha luôn khuyến khích các bạn tù, thúc giục đọc kinh Văn Côi, cầu nguyện chung với họ. Một số người lén lút tới thăm cha, trong đó có cả các linh mục cải trang vào để giải tội và cho ngài rước mình Thánh Chúa. Ngài rất vui và xin mọi người cầu nguyện cho ngài can đảm theo lời Chúa tới cùng. Dù trong ngục, ngài vẫn cầu nguyện cho người cha của ngài đã qua đời và nhớ tới người mẹ thân yêu của ngài. Có lần ngài biên thư thăm mẹ như sau: "Ký vụ thân mẫu đôi chữ trưởng chi, kể từ ngày con vâng lệnh ra đi, lòng lã chã lụy rơi, luồng lụy, ngõ tới đây, hành cộng biên sư." Thấy không còn cách nào thuyết phục được ngài bỏ đạo, quan tổng đốc làm bản án trảm quyết gửi về kinh, xin vua châu phê. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án trảm quyết cha Phêrô Đoàn Công Quý từ kinh gửi về, kèm với bản án ông Emmanuel Lê Văn Phục. Thế là sáng ngày 31 tháng 7 năm 1859, hai chiến sĩ kiên trung của Chúa hân hoan cùng với quan giám sát và đội quân Lý Hình tiến ra pháp trường ở xóm Trà Và. Hai ngài vừa đi miệng vừa đọc kinh. Tên lính đi trước giơ cao tấm thẻ của cha Quý, vừa đi vừa lớn tiếng đọc: "Tự Đức Thập Tam An Giang Tỉnh Kỳ Vị Niên Thất Nguyệt Sơ Nhi Nhật. Thẻ đạo trưởng Đoàn Công Quý tùng gian đạo, tu tập đạo đồ, đạo chúng đạo thư, bất khẳng qua khóa, vi phạm quốc pháp, luật hình trảm quyết." Tới nơi hai ngài quỳ cầu nguyện suốt sáng, cha Quý giơ hai tay giải tội và ban phép lành cho ông Emmanuel Lê Văn Phụng.
hiệu lệnh đã tới giờ hành quyết. Ba hồi chiêng trống vang lên, mấy người đứng xa xa rưng rưng nước mắt. Hai cô con gái ông Lê Văn Phụng từ xa lớn tiếng kêu: "Ba ơi, ba về trời nhớ cầu nguyện cho mẹ con chúng con nhé. Chúng con vĩnh biệt ba của chúng con." Mấy tên lính tới ngăn cấm không cho dân chúng được la lối. Tiếng trống vừa dứt thì tên Lý Hình vung gươm chém ba nhát đầu cha Quý mới lìa cổ, chấm dứt cuộc đời của người chiến sĩ kiên cường của Chúa mới 33 tuổi và mới thi hành chức vụ linh mục được một năm trời. Giáo dân xin thi hài ngài về an táng tại nhà thờ Năng Cù. Tới năm 1959 đã cải táng đưa về chủng viện Cù Lao riêng. Đức Giáo Hoàng Pio X suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phaolô Đoàn Văn Vân, thầy giảng 1780-1857. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Khi còn nhỏ, ngài ở với cha Thi, vừa học vừa giúp việc trong nhà chung. Sau một thời gian thì được gửi về nhà trường học Latin và các môn về đạo đức. Tới năm 25 tuổi thì ngài trở thành thầy giảng, được sai đi giúp các sứ đạo. Sau cùng thì được gọi về giúp sứ Bầu Nọ, tức là Nỗ Lực bây giờ. Về Bầu Nọ, ngài được trao phó việc quản lý nhà chung và lo giúp việc truyền giáo, luôn đi sát với các linh mục. Ngài được nổi tiếng là đạo đức, sống nghèo khó và nghiêm ngặt với chính mình, nhưng lại rộng rãi dễ thương với người khác. Ngài chăm sóc chu toàn công việc của một thầy giảng như thăm viếng các bệnh nhân, an ủi, khuyên bảo và nâng đỡ tinh thần lúc bệnh nhân phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Nhất là lúc bệnh nhân gần giờ hấp hối, thầy sốt sáng, lo dàn xếp những vụ xô xát bất hòa của các gia đình trong xóm đạo. Thầy giảng dạy giáo lý cho những người tân tòng, phân phát bố thí gạo thóc cho những gia đình túng thiếu. Giáo dân ai ai cũng thương mến thầy. Người dân trong xứ mỗi khi muốn khen tặng ai, người ta thường nói: "Nhân đức như thầy giảng Vân vậy." Trong làng Bầu Nọ, khi ấy có hai chức sắc tên là Lý Tương, ngoại giáo, và một người công giáo tên là Hướng, lấy tiền thuế của dân nộp, đem đi đánh bạc thua hết. Hai người dẫn nhau tới xin vay thóc nhà chung để nộp thuế cho quan. Ngài từ chối vì tội đánh bạc, cho nên không cho vay. Thế là từ đó hai người này sinh lòng oán ghét ngài. Để trả thù, họ đi tố cáo với quan phủ Lâm Thao, là làng Bầu Nọ có đạo trưởng và đạo quản. Quan phủ Lâm Thao liền cho quân đến vây làng, nhưng không bắt được ai. Mấy ngày sau thì hai ông Tương và Hướng đoán đường bắt được thầy giảng Đoàn Văn Vân trói lại, rồi giải về nộp cho quan phủ Lâm Thao. Tố cáo thầy giảng Đoàn Văn Vân là đạo trưởng, đang lén lút giảng đạo tại vùng này. Khi bị bắt, thầy đã 77 tuổi. Mấy ngày sau khi bị bắt, ngài phải ra hầu trước mặt quan. Quan thấy ngài quá già nên không nỡ đánh đập. Quan chỉ hỏi: "Ông có phải là đạo trưởng không?" Thầy khiêm tốn trả lời: "Thưa không, tôi không phải là đạo trưởng. Nhưng tôi không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ bước lên ảnh tượng Chúa." Quan lại hỏi: "Ông nói dối, ông già và đã tu nhiều năm rồi. Nếu ông không phải là đạo trưởng thì tại sao lại giảng tà đạo Gia Tô?" Ông đáp: "Tôi không phải là đạo trưởng nhưng tôi vẫn giành đạo Thiên Chúa. Đạo Gia Tô dạy thờ kính Thiên Chúa, không phải là tà đạo như quan nói." Mặc dầu thầy đã giải thích và trình bày rõ ràng nhưng quan vẫn không tin. Vì quan nghe nói đi tu từ nhỏ, nay đã 77 tuổi mà sao lại không phải là đạo trưởng, tức là linh mục. Quan cố ý buộc cho đạo trưởng để quan có công lớn hơn với triều đình. Thấy thầy đã già yếu nên quan không cho lệnh tra tấn đánh đập như những người khác.
quan chỉ ra lệnh đưa về nhà giam. Sau 4 tháng giam giữ tại phủ, giáo dân sợ hãi không ai dám tới thăm nuôi. Chỉ có Trang Nghiêm lén vào được 2 lần để giải tội và an ủi thầy, và một lần khác ông Lê Văn Giáp lén vào đưa mình thánh chúa cho thầy. Trong nhà tù vì quá già yếu nên không bị đánh đập, nhưng vẫn bị đói khát và rất khổ sở vì ruồi muỗi, bọ dẹp. Nhiều lần thầy bị tra vấn, bị bọn canh tù hành hạ và qua nhiều lần các quan ép buộc bước qua thánh giá, nhưng với thái độ cương quyết thầy đều không chịu. Thấy khuyên dụ không thành, quan phủ Lâm Thao làm án rồi cho giải về tỉnh Sơn Tây. Để tâng công với vua, quan phủ Lâm Thao làm án như sau. Tên tội phạm Đoàn Văn Vân là Gia Tô đạo trưởng. Nó quyết chí thà chết hơn là bỏ đạo, vì thế nó phải bị chém đầu. Vua chuẩn y bản án đó, gửi trả về để thi hành án lệnh cấp tốc. Ngày 25 tháng 5 1857, đoàn quân lính đông đảo kéo nhau ra pháp trường, dân chúng vì thương mến thầy nên cũng kéo nhau đi theo để chứng kiến cái chết anh dũng của thầy giảng Phêrô Đoàn Văn Vân rất đông. Trên đường đi tới nơi xử, người ta chứng kiến một ông già 77 tuổi nét mặt tươi vui bình thản, yếu sức đeo gông ngã lên ngã xuống. Một tinh lính phải quàng dây vào cổ ông già tử tội để kéo đi, trông vô cùng thê thảm. Tới pháp trường, ngài quỳ xuống trước chiếu xuất sáng cầu nguyện, rồi đưa cổ cho Lý Hình chém. Tên Lý Hình vung gươm lên, tay run run chém một nhát chưa đứt, nên phải chém nhát thứ hai, đầu mới rơi xuống đất, rồi lấy đầu tung lên cao cho mọi người xác nhận. Dân chúng xô tới lấy vải thấm máu và cuộn xác ngài. Giáo dân làng Bách Lộc an táng người chiến sĩ đức tin này ngay tại pháp trường, lấy một viên đá chôn làm dấu. Sau này khi tình thế đã lắng dịu, ông Tam và ông Mão cải táng, chuyển thi hài của ngài về đặt tại nhà thờ Bách Lộc. Ngày 2 tháng 5 1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn vinh ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6. Năm 1988. Dumoulin Boricau, giám mục 1808-1838. Thánh Phêrô Dumoulin Boricau chào đời ngày 20 tháng 2 năm 1808 tại làng Bena, miền Corres, nước Pháp. Thân phụ của ông là Guillaume Bory, thân mẫu là bà Rose Bory. Gia đình nghèo, cha làm nghề xay lúa, mẹ coi sóc công việc nội trợ trong nhà. Cậu Bory có người chú làm linh mục coi xứ Bena. Nhờ vậy cậu vào ở với cha chú, được cha chú săn sóc cho ăn học đàng hoàng. Cho tới hết chương trình trung học thì cha chú gửi vào chủng viện Servier theo học môn hùng biện và triết học. Khi ấy cậu Phêrô Dumoulin Bory đã 18 tuổi, rồi sau đó lên đại chủng viện ở Tuyên. Trong thời gian học thần học, thầy quyết định đi truyền giáo để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thầy bắt đầu chịu tập khổ cực trong cách ăn mặc cũng như tiêu pha. Thầy sốt sáng cầu nguyện và thích yên lặng một mình nơi thanh tịnh. Bước sang năm thứ 3 tại đại chủng viện thì thầy chịu tang cha rồi từ giã mẹ để vào chủng viện hội thừa Sai Paris. Lúc đi thầy phải lén trốn mà đi vì biết rằng bà mẹ sẽ đau khổ nhìn con ra đi. Trước lòng quả cảm và cương quyết cùng lòng đạo đức sâu xa của thầy, bề trên đã xin tòa thánh chuẩn cho thầy được thụ phong linh mục sớm vì chưa đủ tuổi nhưng đã học xong thần học. Ngày 21 tháng 11 năm 1830, thầy được thụ phong linh mục tại Bayeux. Ngay sau khi thụ phong linh mục, cha được lệnh bề trên đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha vui mừng và ngày 1 tháng 12 cha xuống tàu vượt biển. Và ngày 15 tháng 7 1831, tàu mới tới, cập bến Macau, rồi từ Macau cha tiếp tục tìm đường đi Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 1832, cha tới Bắc Việt nhận tên Việt Nam là Boricau, giữa lúc vua Minh Mạng đang tìm cách cấm đạo. Sau 4 tháng học tiếng Việt, cha đã có thể giảng và giải tội được, thì bề trên lại sai cha đến coi xứ Nghệ An. Nhờ tính tình vui vẻ lại biết sống hòa đồng với mọi người nên cha được nhiều người quý mến và trọng nể. Cha Massion làm chứng rằng
Dù không hợp với đồ ăn Việt Nam, cha Boricao vẫn ăn một cách ngon lành làm như đã sinh ra ở Việt Nam vậy. Cha lại rất bình dị, hòa đồng với mọi người, đôi khi còn biết nói đùa với họ nữa. Năm 1833, khi có lệnh bắt đạo, các linh mục thừa sai phải tản mát tìm nơi trú ẩn. Cha Ferro Boricao lúc ấy đang coi sứ Bình Chính, Bố Chánh, tỉnh Quảng Trị, nơi có tới 20.000 giáo dân. Để làm mục vụ, cha cũng phải di chuyển liên tiếp 17 lần. Năm 1835, cha có ý định táo bạo là sẽ về kinh đô để biện hộ đạo trước mặt vua. Nhưng các thừa sai khác ngăn cản vì biết rằng vua Minh Mạng đã quá biết về đạo rồi. Tuy thế, cha vẫn làm mục vụ một cách lén lút trong vùng Quảng Trị. Năm 1838, cha Cadan Kim bị tố cáo là mở chủng viện ở Di Loan. Vua Minh Mạng ra lệnh truy lùng bắt tất cả các đạo trưởng, kể cả vùng Bố Chánh, thủ phủ của Nghệ An. Trong dịp này, cha Phêrô Vũ Đăng Khoa, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm đã bị tố cáo và đã bị bắt cùng với những người giúp việc hai cha. Một trong những người giúp việc này vì bị đánh đau quá phải khai ra chỗ ở của cha Boricao ở xóm Trà, xứ Mỹ Hảo, nên quan quân đổ xô về lùng bắt rất dữ tợn. Trước tình thế nguy ngập, cha Boricao không thể ở nhà nào được vài giờ, cha luôn luôn phải di chuyển. Nhiều tín hữu muốn cho cha trú ẩn trong nhà nhưng lại sợ những người khác bị đánh đập tra khảo thì lại tố cáo. Cuối cùng ngày 31 thì anh Tham là một giáo dân tốt đưa cha xuống thuyền nhỏ chèo ra khơi, chờ đợi cuộc lùng bắt lắng dịu rồi sẽ đưa vào. Nhưng rồi trời bỗng trở gió, giông tố kéo lên, dồn thuyền của cha tấp vào bờ. Cha nghĩ rằng đây là dấu Chúa muốn cha ở lại. Cha bỏ thuyền lên đất liền và vào ẩn núp dưới một hố sâu có cây cối che phủ khá kín đáo. Thế rồi vào lúc trời tối, có một em gái 16 tuổi bị bắt và bị tra khảo. Dù biết chỗ cha trú ẩn nhưng em nhất định không nói. Em bị bọn lính đánh đau quá. Ông bố thấy con mình bị đánh tàn nhẫn quá thì xúc động thương con nên đã chỉ chỗ gần nơi cha trú ẩn. Giữa đêm khuya, cha Boricao nghe rõ bọn lính đang tiến lại gần chỗ của mình thì cha ra khỏi hầm, nói lớn lên rằng: "Các anh đi tìm ai?" Toán lính bỡ ngỡ thấy một bóng đen to lớn từ dưới đất chui lên, họ tưởng là ma nên không dám tiến lại gần. Một lát sau họ nhìn thấy rõ hơn, họ yêu cầu cha ngồi xuống. Cha bình tĩnh ngồi xuống đất và họ xông tới đè cha xuống và trói, rồi thi nhau đánh cha như để trả thù. Trên đường dẫn cha về thì thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Tự chạy lại tự xưng là đệ tử của cha. Cha do dự định không nhận nhưng thầy Tự năn nỉ, xin cha cho con theo cha đến cùng. Cha Boricao nghe thầy nói thế thì xúc động. Ngài tháo chiếc khăn quàng, xé một mảnh trao cho thầy và nói: "Con cầm lấy, hãy giữ lấy nó làm bằng chứng cho lời con đã hứa." Thầy Tự giữ mãi miếng vải ấy trong suốt thời gian trong tù và cuối cùng thầy cũng đã theo chân thầy mình là cha Boricao để được phúc tử đạo ngày 1 tháng 7 năm 1840. Bị giải về giam trong nhà tù Đồng Hới, cha vui mừng gặp lại được hai cha Việt Nam là cha Vinh Sơn Điểm đã cao tuổi và cha Phêrô Vũ Văn Khoa. Các cha gặp nhau thật vui vì sẽ được an ủi, khích lệ lẫn nhau. Hai cha Việt Nam thì cảm thấy an tâm hơn khi có cha Boricao trẻ lại lanh lẹ. Khi phải ra tòa, quan có tra vấn điều gì thì đã có cha Boricao trả lời thay. Sau ít ngày, các quan gọi các cha ra công đường để tra vấn. Cuộc tra vấn lần này có cả quan Bố Chánh Nguyễn Đăng Uẩn, quan giám sát Phan Chữ tham dự. Quan tỉnh Đồng Hới hỏi: "Đạo trưởng Cao và đạo trưởng Điểm, các ông có biết là đã có lệnh vua cấm đạo Gia Tô mà tại sao ông còn giao giảng? Tuy vậy nếu bây giờ các ông đạp lên thập giá thì chúng tôi sẽ tha cho các ông về tự do." Cha Boricao khẳng khái trả lời: "Không thể được, 100.000 lần cũng không thể được." Quan lại nói: "Đạo trưởng Cao, ông là người Âu Châu đến xứ này truyền đạo, sao ông không tìm cách hồi hương? Ở đây cứ phải trốn tránh liên miên rồi bị bắt và chịu đánh đập khổ sở làm chi? Vậy trước khi bị bắt ông ở đâu? Nói để tôi tìm cách giúp ông." Cha trả lời: "Tôi mới tới truyền giáo ở đây. Vua cấm đạo, vua cấm cả tàu bè nước ngoài đi lại. Tôi có muốn về thì cũng không có cách nào mà về được. Còn những người tôi gặp gỡ quen biết họ đều là con dân của vua. Xin miễn cho tôi khỏi phải nhắc đến tên của họ. Phần riêng tôi nếu các quan bắt thì tôi xin sẵn sàng chịu mọi hình khổ. Nhưng tôi chỉ xin một mình tôi chịu mà thôi. Xin đừng làm khổ những người liên hệ với tôi."
Nghe cha Boricao trả lời, quan tỉnh trưởng tỏ ra bất mãn, quan cho lệnh bắt nằm xuống đánh đủ 50 roi. Đội lính nọc cha ra, đóng cọc, trói chân trói tay lại, để bên dưới cằm và dưới bụng hai viên gạch, rồi đội lính thay nhau đánh 50 roi máu vọt ra. Cha Boricao vẫn nín thinh, tới roi 30 thì đau quá, ngài thoi thóp, rên rỉ. Đánh xong, quan còn hỏi sóc họng rằng, đạo trưởng có đau không? Cha thều thào nói, tôi cũng là người có xương có thịt, làm sao lại không thấy đau, nhưng vì Chúa tôi phải chịu. Ngày hôm sau, cả ba linh mục phải ra hầu tòa, hôm ấy là ngày 4 tháng 8 năm 1838. Trước tiên, quan hỏi cha Vũ Đăng Khoa, đạo trưởng Khoa trước đây có biết hai ông Cao và Điềm không? Cha Boricao vội trả lời thay, bây giờ thì chúng tôi biết nhau cả rồi, nhưng trước đây vì bị bách hại nên mỗi người chúng tôi phải ẩn lánh một nơi. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Tự cũng bị bắt với cha Boricao, cũng bị giam chung với các cha và thầy bị đánh đòn nhiều lắm, nhưng lúc nào thầy cũng tỏ ra can đảm và quyết chí theo các cha cho đến chết. Có lần, quan tỉnh Đồng Hới nói với cha Boricao rằng, nếu ông không khai những người quen biết ông và những nơi ông đã ở, thì tôi sẽ ra lệnh tra tấn tên Nguyễn Văn Tự này cho đến chết. Thấy thầy Phêrô Nguyễn Văn Tự bị tra tấn dã man quá, thì cha khai tên mấy người đã chết và một vài nơi ở miền Bắc, cách đây cả 7-8 năm khi cha mới đến Việt Nam mà cha đã có dịp đi qua. Quan tỉnh Đồng Hới còn khủng bố tinh thần cha như sau, ông không chịu khai tôi sẽ cho giải ông về kinh. Ở đấy có lò lửa, có kìm sắt nung đỏ, người ta sẽ xẻo thịt ông ra từng mảnh. Khi ấy ông còn có gan chịu nổi hay không? Cha trả lời, thưa quan lớn, khi nào vua triệu tôi về kinh lúc ấy sẽ hay. Giờ này tôi không có ý kiến. Trong nhà tù, cha Boricao thường giữ giờ cầu nguyện chung với hai cha và thầy tự. Lúc bị bắt, một tên lính đã lấy cỗ tràng hạt của cha nên sau đó cha đã dùng nan quạt để lần hạt. Sau này, mấy người tới thăm đã tặng cha một cỗ tràng hạt khác và một em bé thường xuyên đưa mình Thánh Chúa vào cho các cha nên các cha rất vui và an tâm chịu đựng mọi sự hy sinh vì Chúa. Giữa lúc hoàn cảnh khó khăn này thì Tòa Thánh bổ nhiệm cha Phêrô Dumoulin Boricao làm giám mục miền Tây Bắc Việt với hiệu tòa A Căng ngay trong nhà tù để thay thế đức cha Havazu. Nhưng vì đang bị giam tù nên không thể tiến hành nghi lễ tấn phong. Vì lòng khiêm tốn, cha vẫn giữ bí mật chưa tiết lộ cho ai, kể cả gia đình và mẹ ngài. Cha chỉ một lòng khiêm nhường và cầu mong được phúc từ vị đạo. Từ trong lao tù, cha viết về cho hội thừa sai Paris những dòng tâm sự như sau. Trong tâm hồn tôi vẫn luôn luôn ôm hoài bão được đổ máu ra để đền tội lỗi bản thân. Đeo trên cổ một chiếc gông nặng 12 ký, nhưng tôi cam đoan là sẽ không bao giờ đổi cái gông này để lấy một triều thiên nào, dù quý báu nhất ở trần gian này. Trong một lá thư khác gửi cho mẹ và em, cha viết, thưa mẹ, ngày 1 tháng 10 năm 1829, ngày đó là hy sinh phải xa mẹ và xa các em, xa mà không còn hy vọng gặp lại ở trần gian này nữa. Chính sự kiện mẹ và các em vâng theo ý Chúa đã là sức mạnh nâng đỡ, là nguồn an ủi cho con. Hôm nay con báo tin về cho mẹ và các em có một hy sinh nữa. Nghe tin này, theo bản tính tự nhiên là mẹ và các em sẽ than khóc, nhưng phải nhìn lên tượng Chúa mà trấn an mình. Đó là tin con mong ước sắp được đổ máu mình ra để làm chứng cho đạo Chúa mà con giao giảng. Thanh gươm hay đoạn dây thừng sẽ là khí cụ kết liễu đời con. Nhưng con không sợ hãi, trái lại con sẽ là người hạnh phúc nhất đời vì được đổ máu ra để đền tội chính mình và làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Con xin vĩnh biệt mẹ và các em. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, đức cha Boricao, cha Nguyễn Thế Điềm, cha Vũ Đăng Khoa ăn sáng xong thì được báo tin bản án của ba vị đã được vua minh mạng chuẩn y. Một viên quan vào tận nhà tù đọc bản án, đức cha Boricao bị trảm quyết. Linh mục Việt Nam thì bị xử giáo. Vị quan đọc bản án xong, đức cha Boricao một mình tự nhiên đứng dậy và dõng dạc nói, từ nhỏ đến nay chưa khi nào tôi sắp mình lại ai, nhưng hôm nay tôi sắp mình xuống để cảm ơn quan lớn vì đặc ân quan lớn đã làm cho tôi. Nói xong, đức cha quỳ xuống đất lại ông quan vừa đọc bản án. Ông quan lúng túng xúc động không thốt lên được lời nào, tới ôm đức cha đứng dậy. Sau đó đám người bắt đầu trang nghiêm tiến ra pháp trường Đồng Hới. Đức cha Phêrô Dumoulin Boricao vẫn cố đeo gông, tay cầm tràng hạt đọc kinh, hai chân thản nhiên bước đều đặn.
Trên đường đi, Đức Cha gặp một quan chức trước đây nổi tiếng là ghét đạo. Quan tiến lại gần hỏi Đức Cha, ông có sợ chết không? Ngài đáp, tôi có phải là tên phản loạn hay trộm cướp gì đâu mà sợ chết. Tôi chỉ sợ một Thiên Chúa, hôm nay tôi chết rồi ngày mai đến lượt các ngài, có gì mà sợ. Viên quan chức nghe nói tưởng là Đức Cha chửi xéo nên ra lệnh vả vào miệng Đức Cha, nhưng không chú lính nào dám đánh Đức Cha nữa. Thấy vậy Đức Cha quay lại xin lỗi, bẩm quan, nếu lời tôi nói làm quan mất lòng thì tôi xin quan tha thứ cho tôi. Tiến tới pháp trường Đồng Hới, các cha Nguyễn Thế Điềm và Vũ Văn Khoa bị xử giảo trước, sau đó tới lượt Đức Cha Boricao. Họ trói Đức Cha lại, tên Lý Hình rất kính trọng Đức Cha, anh phải uống rượu để thi hành lệnh xử Đức Cha. Anh uống hơi quá chén nên say, anh cầm gươm không vững, anh run rẩy lúng túng giơ gươm lên cao, chém một nhát đầu tiên lại trúng vào hàm răng và bả vai của Đức Cha. Máu me tung tóe làm Đức Cha rất đau đớn, anh phải chém tới nhát thứ năm đầu Đức Cha mới rơi xuống đất. Xác Đức Cha được chôn táng cùng với xác hai cha Việt Nam ngay tại pháp trường Đồng Hới. Một năm sau, khi cải táng lên thì xác Đức Cha vẫn còn nguyên vẹn, rước về mai táng tại nhà thờ Kẻ Gốm, tỉnh Nghệ An. Tới năm 1942 lại đưa về đặt tại nhà nguyện Hội Thừa Sai Paris bên Pháp. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Khanh linh mục 1780-1842. Thánh Phêrô Khanh sinh năm 1780 tại Lương Khế, xã Hòa Duệ, Tổng Cát Ngân, huyện Thanh Chương, phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình công giáo ngoan đạo. Cha mẹ ngài hằng mơ ước cậu con trai mang tên Phêrô Khanh của mình sau này sẽ trở thành linh mục của Chúa, nên ngay từ sớm ông bà đã gửi cậu vào ở trong nhà xứ. Xin cha xứ hướng dẫn ơn gọi của con mình. Trong thời gian ở với cha xứ, cậu Khanh tỏ ra rất ngoan ngoãn, chịu khó học hỏi, tập luyện nhân đức và tận tụy với những công việc đã được trao phó như thu dọn bàn thờ, gìn giữ những đồ thờ phượng ngăn nắp sạch sẽ và nhất là lo lắng chu toàn việc giúp lễ hàng ngày. Tới năm 25 tuổi, thầy xin cha chính Mót Sông Nghiêm về chủng viện để học thành linh mục. Thầy được cha chính chấp nhận vào chủng viện học chương trình triết học và thần học để sau này làm linh mục. Nhưng vì thời thế khó khăn, đạo Chúa đang bị cấm cách nên việc học bị gián đoạn. Mãi tới năm 1819, lúc thầy đã 40 tuổi mới được lãnh nhận chức linh mục. Sau khi trở thành linh mục, bề trên lần lượt sai ngài đi làm mục vụ. Ban đầu coi sóc trại Lê, sau Thuận Ngãi rồi Quỳnh Lưu, Thọ Kỳ, Làng Chuông, Ngàn Sâu, lâu nhất là ở Quỳnh Lưu 14 năm. Ở đâu ngài cũng rất sốt sáng, tận tụy lo lắng, lo dạy, giáo lý, sống yêu thương, thuận hòa với mọi người và hết lòng phụng sự Chúa, chăm lo đọc kinh sáng tối, siêng năng xưng tội rước lễ. Khi nói về ngài, cha chính Mốt Sông Nghiêm đã viết như sau: cha Khanh được làm linh mục thì chẳng khác nào như đèn cao soi sáng cho mọi người trong nhà, và càng làm gương sáng hơn nữa về các nhân đức. Cha hết sức lo lắng phần rỗi cho các con chiên, sốt sáng làm sáng danh Chúa, đặc biệt những người ở nhà Đức Chúa Trời được ngài dạy dỗ cho có nhân đức hơn người ở ngoài. Chính vì ngài nhân đức như vậy mà ngài được Chúa chọn để đổ máu ra làm chứng về cuộc sống của Chúa. Thời gian dưới triều đại Minh Mạng, đạo Chúa vẫn bị cấm cách, cho nên cha Khanh luôn luôn trốn tránh và luôn di chuyển liên tiếp để có thể sống gần gũi con chiên mà giúp đỡ về phần thiêng liêng, giải tội dạy giáo lý và ban các bí tích cho giáo dân.
Một hôm ngài nhận được thư của cha chính Mốt Sông Nghiêm nhắn là muốn gặp ngài tại nhà Trung. Được thư của cha chính, ngài vội vã thu xếp tìm cách về gặp cha chính. Ngài lên một chiếc thuyền nhỏ đi từ Ngàn Sâu. Trên đường đi, ngài ghé vào thăm giáo dân ở Thọ Ninh, rồi đi Tam Sa thì bị lính canh khám xét, thấy trong thuyền có đồ lễ, lại thấy có một ông già, vóc dáng trắng trẻo phúc hậu. Lính nghi là Cố Đạo nên trình quan giám sát. Quan ra lệnh hỏi xem có phải là thầy thuốc không. Lính hỏi thì cha khanh thẳng thắn trả lời: "Không, tôi là đạo trưởng." Quân lính thấy xưng mình là đạo trưởng thì bắt ngay, rồi bắt đeo gông, xích chân tay giải về tỉnh. Lúc mới bị bắt, cha khanh rất run sợ, nhiều khi sợ hãi quá nên nói không ra lời. Nhưng thật lạ lùng, tới khi quan khuyên bước lên thánh giá thì ngài lại vững mạnh, hết sợ hãi và nhất quyết dù phải chết cũng không thể chối Chúa. Một hôm quan đầu tỉnh Hà Tĩnh phải về kinh trong lúc bà vợ ở nhà bị bệnh nặng. Cậu con trai nghe nói là trong nhà tù có ông thầy thuốc nên tới gặp viên cai ngục để nhờ mời ông thầy thuốc tới chữa bệnh cho bà mẹ. Viên cai ngục tới xin cha chữa cho bà vợ quan lớn. Cha nói: "Tôi đang ở trong tù, cổ đeo gông, chân tay xiềng xích như thế này thì chữa cho ai được?" Viên cai ngục xin đích thân đưa cha đi nếu cha chữa được. Cha đồng ý đi, cho nên viên cai ngục và cậu con trai của quan lớn đưa cha tới nhà để chữa bệnh cho bà lớn. Tới nơi, cha trần mạch, rồi lấy 5 thứ dược thảo sắc cho bà uống. 2 ngày sau, bà hoàn toàn khỏi bệnh. Thấy cha chữa được cho bà lớn khỏi bệnh, lúc ấy viên cai ngục cũng có một cô nhân tình đang mang thai, lại bị bệnh nặng. Cô đã chạy chữa nhiều thầy thuốc mà không khỏi. Viên cai ngục cũng xin cha chữa trị cho người tình của mình. Cha đồng ý nên ông lại đích thân đưa cha đến phòng bệnh nhân. Cha trần bệnh, rồi kê cho ông một toa thuốc để sắc cho bệnh nhân uống. Sáng hôm sau, người nhà bệnh nhân đến nhà tù vái cha 3 cái và báo tin bệnh nhân đã thuyên giảm. Cha bảo tiếp tục uống 3 lần nữa thì khỏi hẳn. Từ đó tin đồn đi khắp nơi trong tỉnh Hà Tĩnh, tù nhân khanh là thầy thuốc rất giỏi và mát tay. Từ đó có nhiều người đến xin chữa bệnh và học đạo. Xin theo đạo, trong số những người xin theo đạo có cả cha mẹ của quan án tỉnh. Cô gái tình nhân của viên cai tù sinh con trai cũng đem đến xin cha rửa tội cho cả 2 mẹ con. Quan án Nguyễn Khắc Trạch biết được những việc tốt lành ấy nên rất thương mến cha. Quan đến nói với cha là cha chỉ khai là thầy thuốc thì ông sẽ tha, nhưng cha không chịu. Cha nói: "Thưa quan, tôi là đạo trưởng chứ không phải là thầy thuốc." Quan lại nói: "Cụ cứ khai là thầy thuốc đi thì tôi tha ngay." Ngài lại dõng dạc thưa rằng: "Nếu tôi khai là thầy thuốc thì sau này có ai lên làm đạo trưởng giúp chân thì còn ai tin theo và nghe lời nữa." Lần thứ 3 khi các quan làm bản phúc trình về kinh đô, các quan dặn cha khanh: "Xin cụ chỉ nhận là thầy thuốc, không được nhận là đạo trưởng." Ngài lại mạnh dạn trả lời: "Tôi làm đạo trưởng giảng dạy bao nhiêu người nói thật. Nay tôi lại nói sai sự thật thì nhất định là không thể được. Quan có lòng thương mà tha thì tôi cảm ơn. Bằng không thì dù có phải chết, có phải phanh thây ra làm 4-5 mảnh, tôi cũng xin vui lòng chấp nhận." Trong thời gian bị giam tù, rất nhiều lần cha khanh đã bị tra tấn và bị đánh đòn rất đau, bị nhịn đói nhịn khát, trăm bề khổ cực. Với những khổ hình ấy, các quan hy vọng sẽ làm cha nản chí mà bỏ đạo. Nhưng càng bị giam lâu, càng bị nhiều khổ hình thì ngài lại càng vững mạnh, luôn can đảm, luôn sáng suốt trong tất cả mọi lần đối đáp với các quan. Biết rằng không còn cách nào thuyết phục được ngài nữa, nên các quan làm án gửi về kinh đô xin phê chuẩn. Vua Thiệu Trị phê chuẩn, sau đó gửi lại cho quan tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 12 tháng 7 năm 1842, quan giám sát cùng với 30 quân lính áp giải ngài tới xứ Cồn Cổ, Hà Tĩnh. Trên đường ra pháp trường, cha bình tĩnh, nét mặt hớn hở, miệng luôn cầu kinh. Tới nơi, cha xin ít phút quỳ trên chiếc chiếu cầu nguyện. Sau đó quan cho lính tháo gông, mở xiềng xích tay chân, đợi lệnh 3 hồi chiêng trống rồi chém đầu. Người lý hình tên Bếp Xuân thưa với cha: "Xin cha tha tội cho con, vì con phải làm theo lệnh quan mà thôi." Nói xong thì nghe chiêng trống đổ hồi, anh ta vung gươm thật cao, chém một nhát, đầu đứt lìa cổ.
quan cho phép dân chúng xô vào thấm máu. Người ta vẫn tin rằng máu của các cố đạo bị chém như thế này thì chữa được nhiều bệnh. Thầy Tuyên và ông Thuận là hai người lãnh xác, lấy đầu ngài khâu lại, tẩm liệm rồi đưa về an táng tại nhà chung ở Kẻ Gốm. Người ta kể lại rằng hôm ấy là mùa hè, nắng và rất nóng, nhưng khi sử cha khanh thì tự nhiên khoảng 2 mẫu đất chung quanh nơi sử cha, trời tối sầm lại rồi mưa tầm tã, như mưa đá chừng 3 phút. Riêng xác của ngài dù trời mùa hè nóng như thế mà vẫn thơm tho, nét mặt tươi tốt, máu chảy ra vẫn đỏ, khiến cổ người tưởng là chưa chết. Sau đó, nhiều người tới cầu nguyện trên mộ của ngài và rất nhiều người đã được ơn như ý nguyện. Đặc biệt là những người mang thai, tới cầu xin ngài thì sinh nở rất dễ dàng. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước tử đạo và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lê Tùy Linh Mục 1773-1833. Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình nề nếp và giàu có ở làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc giáo phận Hà Nội. Năm 1773, cậu Phêrô Tùy chào đời thì cũng chính là năm Thánh Linh Mục Vinh Sơn Liêm và Thánh Linh Mục Jacinta Castaneda ra được phúc tử đạo tại Hà Nội do lệnh trừ trảm của Chúa Trịnh Sâm. Có lẽ vì cảm kích tấm gương anh hùng của hai vị thánh tử đạo này mà cha mẹ cậu Phêrô Lê Tùy đã sốt sáng và sớm gửi cậu con trai yêu quý của mình vào học tại chủng viện Kẻ Vĩnh Nam Định, mong ước con mình sau này nối gót những vị thánh anh hùng của Hội Thánh Chúa. Tại chủng viện, cậu Phêrô Lê Tùy đã sớm tạo được những thành tích tốt đẹp, chiếm được cảm tình yêu ái của ban giáo sư cũng như các bạn đồng trường. Cậu học hành thông minh chăm chỉ, xử sự khôn ngoan, đời sống đạo đức khiêm tốn và hiền hòa với các bạn bè. Chính nhờ đời sống tốt lành và học hành xuất sắc nên sau khi mãn trường, thầy đã được lãnh chức phó tế. Rồi thầy Phêrô Lê Tùy được đặc cử đi giúp đức cha De La Mothe Hậu lo việc truyền giáo tại vùng tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian giúp việc truyền giáo rất đắc lực, Đức Giám Mục gọi thầy về thụ phong linh mục. Sau đó, Đức Cha bổ nhiệm ngài đi làm phó sứ Đông Thành, rồi chân lọc và làm cha chánh sứ Nam Đường. Ở đâu ngài cũng tận tình tận lực, lo việc mục vụ một cách sốt sáng và nêu cao gương sáng nhân đức khiêm nhường thánh thiện. Từ các linh mục bạn hữu tới giáo dân, ai ai cũng đều khen ngài là một linh mục vui vẻ, hiền hòa và nhiệt tình trong mọi công việc được trao phó. Nhìn thấy những nhân đức và những kết quả tốt đẹp do việc mục vụ của ngài, Đức cha De La Mothe Hậu đã nhiều lần ca ngợi cha. Có lần Đức cha nói, không ai là không hài lòng với cha Phêrô Lê Tùy. Trong suốt 30 năm trường phục vụ, trong thiên chức linh mục, cha đã công khai hoạt động trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, và cha đã đem lại bao kết quả lớn lao cho giáo hội bằng việc lôi kéo được biết bao nhiêu linh hồn trở về với Chúa. Công việc mở mang nước Chúa đang tiến triển ngoạn mục thì ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc từ Bắc chí Nam, thì cha Phêrô Tùy cũng như bao nhiêu nhà truyền giáo khác phải rút lui vào bóng tối, âm thầm hoạt động trong lén lút và len lỏi vào những nơi hang cùng ngõ hẻm để tránh sự dòm ngó của các nhà chức trách và người đương dân. Ngày 25 tháng 6 năm 1833, tại Thanh Trai có một bệnh nhân bệnh nặng đang hấp hối chết. Người trong gia đình vội vàng tìm đến cha và mời cha tới giải tội và sức dầu cho bệnh nhân. Cha máu mắn tới và sau khi đã làm xong bổn phận, trên đường về cha bị nhóm người lương dân bắt và nộp cha cho quan huyện Thanh Phương. Họ đạo Thanh Trai là họ Xôi Đỗ, nghĩa là giáo dân công giáo và không công giáo sống trà trộn với nhau. Cho nên những người lương dân hay theo dõi những sinh hoạt của những người công giáo để rồi báo cáo cho vua quan để lập công với nhà cầm quyền. Chính vì lý do đó mà khi cha Phêrô Tùy vừa âm thầm lén lút tới với bệnh nhân thì họ đã biết và tìm cách bắt ngay. Khi họ giải cha tới huyện thì nhóm người công giáo đi theo và tới trình với quan huyện xin chuộc cha với số tiền khá lớn. Quan huyện Thanh Phương đồng ý cho chuộc với điều kiện cha chỉ khai mình là thầy thuốc, không khai mình là linh mục. Giáo dân xin cha chiều ý quan huyện và khai như vậy, nhưng cha không chịu,
Cha nói khai như thế là khai man, là nói dối, là làm gương mù gương xấu cho bao nhiêu người khác. Cha cương quyết chỉ nhận mình là linh mục mà thôi. Vì cha không chịu nói dối nên quan huyện Thanh Phương cho lệnh đeo gông, xiềng xích tay chân rồi áp giải về nộp cho quan đầu tỉnh Nghệ An xét xử. Về tới tỉnh Nghệ An, cha bị tống giam trong ngục thất, bị đánh đòn tra tấn, bắt nhịn ăn nhịn uống, bị bọn lính hành hạ khổ sở, nhưng lúc nào cha cũng vui tươi bình tĩnh can đảm chịu mọi khổ nhục. Những người cùng bị giam với cha thấy cha đã già mà phải đòn vọt máu me chảy ra như thế mà cha vẫn vui vẻ thì lấy làm lạ lắm, cho nên có người hỏi: "Cha ơi, cha đã già mà phải hành hạ khổ nhục quá như vậy mà sao cha vẫn chịu một cách can đảm? Tại sao cha gân thế? Bí quyết nào đã giúp cha như vậy?" Cha vui vẻ trả lời: "Bí quyết nào à? Đó là ơn thiêng liêng của Chúa ban. Chúa còn phải khổ nhục hơn ta rất nhiều. Chúa bị hành hạ một cách vô cùng tàn nhẫn, rồi còn bị đóng đanh trần trụi trên thánh giá vì chúng ta. Chúa có tội gì đâu mà còn phải khổ nhục như thế. Đó, Chúa chỉ vì yêu thương chúng ta mà như vậy. Bây giờ tôi có phải khổ nhục vì Chúa như thế này thì có thấm gì đâu. Anh em hãy tin cậy nơi Chúa, Chúa sẽ giúp sức cho." Mọi người chăm chú nghe cha nói và xin cha cầu nguyện cho họ. Sau nhiều ngày bị đòn đánh khổ nhục, quan án tỉnh gọi cha ra công đường. Quan án hỏi: "Ông là đạo trưởng Gia Tô có phải không?" Cha dõng dạc trả lời: "Bẩm quan lớn, phải, tôi là đạo trưởng." Quan lại hỏi: "Ông có biết lệnh vua ban xuống là phải cấm đạo Gia Tô và phải tiêu diệt hết các đạo trưởng của đạo ấy không?" Cha bình thản trả lời: "Bẩm quan lớn, tôi biết." Quan án nhìn cha một cách thông cảm, rồi nói: "Ông nghe ta nói đây, ai thấy ông bị bắt cũng động lòng trắc ẩn, không ai muốn ông phải tử hình, ta đây cũng thế, ta không muốn xử tử hình ông, nhưng lệnh vua thì ta phải vâng theo mà thôi. Vậy bây giờ ông hãy nghe ta, ông chỉ khai ông là ông lang, đi chữa bệnh mà thôi, có như thế thì ta mới cứu ông khỏi chết." Cha Phêrô tùy ôn tồn và lễ phép trả lời: "Tôi xin cảm ơn lòng tốt của quan lớn, nhưng tôi không thể nói dối được. Tôi không sợ chết vì đạo Chúa, chết bằng cách nào tôi cũng xin chấp nhận, tôi không ngại đâu. Quan biết rằng ai cũng phải chết mà, dù chết êm đềm trên nệm ấm hay chết bị cọp tha, cá rỉa, dầu bị lột da hay xé xác làm trăm mảnh cũng đều là chết thôi. Thưa quan, tôi không sợ chết." Quan án thấy cha lý luận vững chắc và lòng can đảm lạ lùng, quan tỏ ra kính phục. Đằng khác thấy cha đã ngoài 60 tuổi, quan không ra lệnh đánh đòn nữa, mà chỉ ra hiệu cho lính đưa cha trở lại nhà giam. Từ nay cho tới khi bị xử, quan ra lệnh không được đánh đập cha nữa và cho cha ăn uống đều hòa vì cha đã trên 60 tuổi theo luật nhà nước. Bất cứ ai trên 60 tuổi thì không được phép kết án xử tử. Nhiều lần các quan cho người vào khuyên dụ cha, xin cha làm giấy khai là lang y để các quan có lý do cho cha về. Nhưng trước sau như một, cha nhất định khai mình là linh mục đạo Công giáo. Những người bạn cùng giam tù chung với cha đều quý trọng cha, có người thấy cha quá tốt lành thánh thiện thì nói: "Một người hiền lành đạo đức như vậy mà bị giam như một tội phạm gian ác thật là phi lý. Chúng mình phải chịu án đã đành, chứ ông già này làm gì nên tội mà giam cầm đánh đập như thế. Thật vua quan đắc tội với trời." Khi các quan trong tỉnh làm án gửi về kinh đô, các quan cũng nghĩ tới ông già đã 60 tuổi rồi mà theo luật nhà nước thì không xử tử những tội nhân 60 tuổi trở lên. Hy vọng vua sẽ phạt ít tiền rồi cho về. Nhưng thật là kinh hoàng khi nhận được án lệnh của vua Minh Mạng chuyển tới. Mở ra đọc thì thấy vua viết: "Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền dạy tà đạo cho dân, phải trảm quyết." Đọc xong án lệnh, các quan đều bàng hoàng khiếp sợ. Khi được tin bị án trảm quyết, cha Phêrô Tùy rất bình tĩnh vui vẻ, không hề tỏ ra khiếp sợ. Có người bạn thấy cha vui vẻ thì hỏi: "Cha bị kết án trảm quyết mà sao cha lại vui vẻ được?" Thì cha ôn tồn trả lời: "Thật ra đã từ lâu tôi không dám trông đợi ơn trọng ấy, bây giờ tôi vui mừng vì Chúa đã thương ban cho tôi được chết vì Ngài, đây là ơn rất trọng." Cha dùng bữa tối thường lệ như các bạn tù khác, sau đó cha lặng lẽ một mình không trò chuyện như những tối khác nữa mà âm thầm dọn mình sốt sáng để lãnh nhận ơn tử đạo của Chúa ban. Theo án lệnh vua Minh Mạng ban xuống, các quan tỉnh Nghệ An quyết định ngày 11 tháng 10 năm 1833 sẽ thi hành án lệnh. Ngay từ sáng sớm hôm ấy, quan quân đưa cha ra pháp trường là chợ quân ban. Cha vui vẻ, nét mặt hớn hở, những người đi theo cha, trong đó có nhiều người không phải là người Công giáo, thấy cha bình thản, tươi vui, thì họ ồn ào nói với nhau rằng: "Từ xưa tới nay chưa thấy ai bị đem ra pháp trường xử chém mà lại can đảm như cụ già này, thật là lạ lùng." Một giọng khác chen vào:
ông cụ già này là đạo trưởng đạo Gia Tô đấy, đạo này kỳ lạ thật, đạo dạy thờ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật. Nghe nói về đạo nhiều điều hay lắm, có lý lắm. Đoàn quan quân dẫn cha tới nơi xử, một giáo dân đã trải chiếu sẵn để cha quỳ cầu nguyện. Cha ngước mặt lên trời và nói lớn: Lạy cha là Chúa Trời đất, con xưng tụng cha đã dựng nên con có hồn có xác. Giờ phút này con xin dâng lên cha cả hồn lẫn xác của con, để nói cho mọi người hiện diện nơi đây là con tin thật Chúa là cha của con, của mọi người. Xin cha chúc lành cho những người này và xin cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cha đang cầu nguyện thì quan định ra hiểu sử, nhưng ông Bernardo Thu vội chạy lại xin quan trì hoãn lại thêm vài phút nữa để cha cầu nguyện thêm ít phút. Sau khi cầu nguyện lớn tiếng thì ông Bernardo Thu tới lại cha bốn lạy và nói: Giờ đây cha sắp được về nơi vĩnh phúc, đã bao lâu cha mong đợi, phần con còn ở lại chốn dương gian này, xin cha nhớ tới con. Cha cũng quay lại lạy bốn lạy và đáp lễ: Cha cảm ơn con hãy bền lòng vững chí theo Chúa đến cùng, con cũng sẽ được phần thưởng trên nước trời. Trước cảnh cha con từ biệt nhau thật lâm ly khiến nhiều người xúc động nức nở. Cuối cùng cha quay sang nói với Toán Lý Hình rằng: Cảm ơn các anh, bây giờ tôi đã sẵn sàng chịu chết rồi. Quan giám sát ra hiệu lệnh, tiếng thanh la và tiếng trống vừa chấm dứt thì Lý Hình vung gươm sáng loáng thật cao. Chém một nhát thì đầu vị chứng nhân của Chúa rụng xuống, máu vọt lên cao. Có những tiếng kêu la lớn từ đám quần chúng đứng xa: Giêsu Maria lạy Chúa tôi, họ chém cha rồi, đầu cha rụng xuống đất rồi. Một tiếng khác kêu lên: Trời ơi, người hiền lành quá dễ thương như vậy mà đem giết đi, thật là tội với trời. Ngay sau đó các tín hữu tới xin nhận thi thể của cha, liệm đặt vào quan tài rước về an táng trong khu đất của nhà xứ Tràng Nứa. Sau lại cải táng đưa về xứ Yên Duyên, nay thì được đưa về đặt tại bằng sở là xứ nguyên quán của ngài. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam. Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục 1766-1838. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần sinh năm 1766, đời vua Lê Hiển Tông, tại làng Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc giáo phận Thái Bình. Ngay từ nhỏ ngài đã được tiếng là hiền lành, ngoan ngoãn đạo đức, lại siêng năng học hành, được các thầy cô và bạn hữu thương mến. 13 tuổi thì ngài xin đi tu vào sống trong nhà Đức Chúa Trời để học giáo lý và chữ Nho, chữ Latinh, mong sau này sẽ về chủng viện học làm linh mục. Tới khi ngài học về Latinh được ít tháng thì gặp vua Cảnh Thịnh ra lệnh cấm đạo gay gắt, nên chủng viện phải đóng cửa và ngài phải gián đoạn việc học. Ngài lại theo cha chính Gatilippa Hoan để giúp việc dạy giáo lý cho dân và giúp đỡ các linh mục trốn tránh trong lúc khó khăn. Sau một thời gian vua Gia Long lên ngôi, tình hình cấm đạo được giảm nhẹ dễ dàng hơn nên chủng viện lại mở cửa và ngài lại trở về học tiếp rồi lãnh chức linh mục năm 1807. Trong suốt thời gian 30 năm làm linh mục, ngài đã được mọi người nhìn nhận là một mục tử thánh thiện tốt lành, gương mẫu về mọi mặt, nhất là tính tình ôn hòa, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ngài nêu gương sáng bằng các việc bác ái, tận tình giúp đỡ mọi người, ngài siêng năng cầu nguyện lần hạt mân côi sáng tối. Nhờ những đức tính tốt Chúa ban và đời sống thánh thiện như thế mà ngài ở đâu, trong hoàn cảnh nào, công việc mục vụ của ngài cũng đều rất thành công. Khi vua Minh Mạng nối ngôi năm 1838, vua lại ra chiếu chỉ cấm đạo, đưa giáo hội Việt Nam vào một thời kỳ khốc liệt hơn trước. Khi đó, cha Phêrô Nguyễn Bá Tuần đang làm cha xứ Lạc Môn, tỉnh Nam Định, nghe tin cha chính Fernandez Hiền đang ẩn trốn trong một gia đình công giáo để chữa bệnh kiết lỵ tại làng Quần Liêu,
Thấy tình thế khó khăn, dân làng nghe tin quan quân đang truy nã bắt các vị thừa sai và đạo trưởng thì sợ hãi, sẽ bị liên lụy tới nhiều người nên không muốn cho cha ở đây nữa. Nghe tin này, cha Phêrô Tuần liền vội vã tới Quần Liêu tìm cách giúp đỡ cha chính. Cha Tuần vừa tới Quần Liêu để dàn xếp công việc thì thình lình quân lính ùn ùn kéo tới vây làng Quần Liêu. Cha Tuần vội vã đưa cha chính Fernandez Hiền lẩn trốn sang Kim Sơn. Nhưng lúc đó Kim Sơn cũng đang trong tình trạng báo động, nên cha xứ Kim Sơn tìm cách gửi hai cha trong một gia đình ngoại giáo đáng tin cậy, vì gia đình này đã chịu ơn ngài rất nhiều. Nhưng sau cùng thì chính gia đình người ngoại giáo ấy tên là Bát Biên đã đem nộp hai cha cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh để lấy tiền thưởng. Hôm đó là ngày 18 tháng 6 năm 1838. Bắt được hai ngài, họ đóng gông xiềng xích chân tay rồi đưa các ngài về Ninh Bình giam trong một trại giam để tra khảo, rồi hai ngày sau mới giải về Nam Định nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Vừa gặp ngài, Trịnh Quang Khanh thấy cha Phêrô Nguyễn Bát Tuần đã 72 tuổi, người gầy ốm mà phải mang gông xiềng nặng nề, thì quan khuyên ngài: "Cụ già quá rồi, không chịu nổi các hình phạt đâu, đạp lên thánh giá đi rồi ta tha cho cụ về." Cha Phêrô Tuần vui vẻ trả lời: "Tôi thật đã già ốm lắm rồi, nhưng tôi tin Thiên Chúa sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh để chịu mọi hình khổ và ngay cả cái chết vì ngài nữa." Vì thấy ngài quá già yếu nên không cho lệnh đánh, nhưng giải về nhà giam, quan cho lệnh nhiều người lui tới thăm viếng để khuyên rủ ngài bỏ đạo. Lần khác, quan cho gọi ngài ra hầu tòa để khai thác về tông tích các vị thừa sai còn ẩn trốn trong các vùng chung quanh, nhưng lần nào ngài cũng dứt khoát không cai báo, không tiết lộ danh tánh của bất cứ vị thừa sai hay đạo trưởng nào. Điều duy nhất ngài nhận là: "Chính tôi là đạo trưởng, chính tôi là linh mục, ngoài ra tôi không biết gì nữa." Một hôm sau, nhiều ngày bắt ngài nhịn đói nhịn khát rồi gọi ra trước tòa, các quan khuyến dụ ngài bước qua thánh giá, nhưng ngài cương quyết không tuân theo. Các quan cho một người đã bỏ đạo bước lên thánh giá trước mặt ngài, rồi các quan khuyên ngài: "Đấy cụ coi, người đó đạp lên thập giá có việc gì đâu, cụ ấy làm như thế thôi chứ có khó khăn cái gì?" Cha trả lời: "Sao tôi lại phải làm theo người phản đạo, người phản bội này? Tôi là linh mục cơ mà, tấm gương tôi phải theo là gương can đảm và anh dũng của hai đức cha Damian Henneras và đức cha Ignacio Delgaroy, là những vị chiến sĩ kiên trung đã chết vì Chúa. Mặc dầu theo pháp luật thời đó thì nhà nước không được phép tra tấn đánh đập và xử tử những người già từ 60 trở lên, thế mà cha Phêrô Nguyễn Bát Tuần đã 72 tuổi rồi vẫn còn bị tra tấn đánh đập, chịu nhiều hình khổ và bị kết án tử hình. Sau một thời gian lâu chờ đợi, mong cha sẽ thay lòng đổi dạ mà đạp lên thánh giá, các quan đành bó tay đầu hàng. Các quan cảm phục cha già kiên tâm vững chí và có một đức tin tuyệt vời, các quan bàn định với nhau và làm bản án gửi về kinh xin triều đình cứu xét. Như trên đã nói, mặc dầu luật pháp không cho phép xử tử những người đã trên 60 tuổi, nhưng cha Phêrô Nguyễn Bát Tuần mặc dù 72, nhưng ngày 18 tháng 7 năm 1838, vua Minh Mạng vẫn phê án trảm quyết cha Phêrô Nguyễn Bát Tuần. Bản án phi nhân đạo ấy chưa kịp gửi về tới nơi thì sức già quá yếu lại bị tra tấn và đói khát, bị nóng nực, bị muỗi dẹp và cùm kẹp, cho nên ngài đã chết. Sáng ngày 15 tháng 7 năm 1838, khi viên cai ngục mở cửa nhà tù thì thấy ngài đã gục chết trên chiếc cùm gỗ. Nét mặt vẫn hiền từ, tươi tỉnh như khi đang ngủ. Nghe tin ngài đã qua đời, giáo hữu tới xin rước thi hài của ngài về an táng tại nhà thờ xứ Ngọc Đồng, nằm bên cạnh hai thánh giám mục Damian Henneras và Ignacio Delgaroy. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Xin Cha Thánh cầu cho chúng con. Amen. Thank you.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng 1808-1840. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại Ninh Bình dưới thời vua Gia Long. Được rèn luyện tinh thần đạo đức trong một gia đình công giáo, nên ngay từ nhỏ thầy đã ước ao dâng mình trong nhà Chúa. Thầy được cha già Quế giúp đỡ ăn học để trở thành thầy giảng. Khi cha già Quế qua đời thì thầy theo giúp cha Phêrô Du Moulin Boroa Cao, sau cũng được tòa thánh chỉ định làm giám mục, nhưng chưa được tấn phong thì đã bị bắt và được phúc tử đạo. Khi giúp cha Cao, thầy đã tỏ ra là một thầy giảng có khả năng hoạt động tông đồ, có kiến thức sâu rộng và nhất là có lòng đạo đức nhiệt thành trong mọi công việc được trao phó. Từ đây, cuộc đời của thầy gắn liền với cuộc đời của cha Bori Cao. Khi cha Phêrô Du Moulin Bori Cao bị bắt, thầy đã lăn xả vào ôm gông cha Cao mà khóc lóc. Chính vì thế mà thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự cũng bị bắt và cũng phải đeo gông nặng nề. Cha Bori Cao thấy thầy cũng bị bắt thì sợ thầy còn trẻ tuổi không đủ sức chịu đựng mà chối đạo, nên cha kiếm cách lấy một số tiền chuộc thầy về. Nhưng thầy đã mạnh dạn và cương quyết thưa với cha Cao rằng: "Xin cha đừng làm như thế, nhờ ơn Chúa giúp con quyết chịu mọi hình khổ, theo cha con sẽ không bỏ Chúa." Thấy thầy trả lời một cách cương quyết như thế, cha Bori Cao vui mừng xé tấm khăn đang đội làm hai phần, trao cho thầy một phần và nói: "Con hãy giữ lấy tấm khăn này để làm chứng lời nói của con." Cha Phêrô Du Moulin Bori Cao và thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự bị bắt tại Bố Chính, rồi giải về Đồng Hới, mỗi người bị giam trong một chiếc cũi riêng. Thầy Tự bị tra tấn nhiều lần và bị đánh đòn rất đau đớn 4 lần. Lần thứ nhất 30 roi, sau 3 ngày thêm 30 roi nữa, thân xác thầy bị tan nát và máu rớm ra chảy khắp thân mình. Mặc dầu bị tra tấn, đòn vọt, đau đớn, lại bị đói, bị khát, nhưng tinh thần thầy vẫn sáng suốt, mạnh mẽ và cương quyết. 2 tuần lễ sau, quan tuần phủ lại cho lệnh áp giải ra hầu tòa, với hy vọng sẽ thuyết phục được thầy. Quan hỏi thầy: "Anh hãy khai tên và nơi cư ngụ của các đạo trưởng Tây Phương thì ta sẽ thả." Thầy vẫn một mực trung thành, không khai một điều gì. Quan tức bực lắm nhưng vẫn tỏ ra hiền hòa dụ dỗ thầy: "Này anh Tự, anh còn trẻ tuổi nên tôi muốn tha cho anh. Vậy anh bước lên thập giá rồi tôi sẽ tha cho anh về. Anh đừng ngây ngô theo mấy ông cố Tây làm gì." Thầy Phêrô Tự trả lời với niềm xác tín: "Thưa quan, tôi không ngây ngô theo mấy ông cố Tây đâu. Tôi xác tín vào niềm tin của tôi. Tôi tin một Thiên Chúa ba ngôi. Tôi tin Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết chuộc tội cho tôi. Tôi vững vàng tin như thế nên tôi sẵn lòng chịu chết, chứ không bao giờ tôi bước lên thánh giá Chúa tôi, không bao giờ tôi bỏ đạo." Nghe thầy nói thế, quan chuyển đánh 30 roi rồi lệnh tống giam chung với cha Bori Cao, cha Phêrô Phó Đăng Khoa, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm cùng một số giáo dân khác nữa, trong đó có ông Anton Nguyễn Hiếu Quỳnh, cũng gọi là ông Năm Quỳnh, đều bị giam chung. Tuy được giam chung nhưng thầy vẫn phải đeo gông nặng nề, chân bị cùm và xiềng xích, nhưng thầy rất vui và luôn tỏ ra sẵn sàng chết cho Chúa. Thầy tạ ơn Chúa vì được giam chung với các linh mục và nhiều giáo dân khác. Thầy lại càng hăng hái trong việc khuyên bảo anh em bạn tù hãy luôn tin cậy vào Chúa, hãy kiên trì giữ vững đức tin trung thành với Chúa và cầu nguyện luôn để Chúa ban thêm sức mạnh mà chịu các hình khổ vì Chúa. Sau thời gian 4 tháng, thầy cũng bị kết án tử hình với đức cha Phêrô Du Moulin Bori Cao. Lúc ấy cha đã được tòa thánh gửi sắc phong giám mục. Cha Phêrô Võ Đăng Khoa, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và ông Anton Nguyễn Hiếu Quỳnh, cũng gọi là Năm Quỳnh, ngày 24 tháng 11 năm 1838 thi hành án lệnh, đức cha Bori Cao, cha Khoa, cha Điểm bị điệu ra pháp trường Đồng Hới xử giảo theo lệnh của vua Minh Mạng. Riêng thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự và ông Anton Nguyễn Hiếu Năm, vua lại ra lệnh trì hoãn việc xử vì hy vọng hai người này sẽ thay lòng đổi dạ mà bỏ đạo. Sau khi đức cha và hai cha bị xử rồi, thầy Tự và ông trùm Nguyễn Hiếu Năm vẫn được giam chung với nhau. Hai người thúc giục nhau đọc kinh cầu nguyện, vững lòng trông cậy vào Chúa
xin Chúa giúp sức để luôn trung thành với Chúa. Ông cai tù tên Đoài cũng dễ dãi cho phép con cháu ông Trùng Năm ra vào thăm nuôi cả hai người. Cha Ngôn cũng nhiều lần cải trang lén lút vào giải tội và đem bình thánh Chúa cho hai người. Giam giữ hai môn đệ trung kiên của Chúa trong suốt hai năm trời, đã nhiều lần các quan dâng sớ vào kinh xin vua cho phép thi hành bản án, nhưng vua Minh Mạng vẫn trì hoãn và khuyên các quan hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày hai người bước qua thánh giá và bỏ đạo. Biết bao nhiêu lần đã bị đưa ra công trường tra tấn, đánh đập, hành hạ và làm nhiều điều nhục nhã, nhưng lạ lùng thay, trái tim của cả hai người hầu như đã trở thành sắt đá, không ai có thể lay chuyển được lòng tin của hai ngài. Phải chờ mãi đến tháng 7 năm 1840, vua Minh Mạng mới cho phép thi hành bản án. Trong bản án, vua ghi tên tự học trò ông Boricao đã không chịu đạp ảnh vì người ta đã cho nó ăn thuốc làm tăng sức mạnh và kiên trì trong lầm lạc. Vì lý do này mà nó không có hy vọng sửa sai. Thuốc làm tăng sức mạnh ở đây là các quan cố ý nói mình Thánh Chúa mà các người công giáo lãnh chịu. Sau đó các quan lại sửa lại bản án rõ ràng hơn như sau. Tên Nguyễn Khắc Tự, học trò cố cao, không chịu đạp ảnh, thuộc vào hàng bất trị và cố chấp. Vậy tôi kết án đánh 100 roi và lưu đày 3.000 dặm, tức là đày đi Phú Yên, và phải ghi vào má hai chữ tả đạo và má bên phải hai chữ Phú Yên. Vua Minh Mạng còn truyền phải thúc ép bỏ đạo 2-3 lần nữa, nhưng cả hai vị anh hùng của Chúa vẫn hiên ngang chấp nhận chết, chứ không bước lên ảnh tượng và chối bỏ đạo Chúa. Ngày 20 tháng 6 năm 1840, bản án hai tông đồ kiên trung của Chúa được vua Minh Mạng châu phê gửi về. Được tin, hai ngài mừng quá quỳ xuống cầu nguyện tạ ơn Chúa, và từ đây các ngài đóng cửa ngục lại, không gặp gỡ tiếp xúc với bất cứ ai vào thăm viếng nữa. Các ngài cùng nhau sốt sáng dọn mình để lãnh nhận triều thiên tử đạo. Tới ngày 10 tháng 7 1840, quan giám sát và đoàn lính có tới cả 100 người tới nhà tù áp giải hai vị anh hùng đức tin ra pháp trường Đồng Hới. Có đông đảo tín hữu cùng đi theo đoàn quân, tạo thành một rừng người ồn ào, nhiều người để lộ nét đăm chiêu, hồi hộp và lo sợ. Đi theo đoàn lính, người ta thấy ông già Năm Quỳnh đi trước, thầy Tự trẻ trung đi sau, nét mặt cả hai đều tươi cười, chân nhịp nhàng bước đều đặn. Pháp trường Đồng Hới này cũng chính là pháp trường đã xử đức cha Boricao và hai cha Khoa và Điểm. Thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự hỏi chỗ nào là chỗ đã xử đức cha Cao và xin Lý Hình cho thầy Tự cũng được xử tại nơi ấy. Lý Hình chỉ chỗ, thầy Nguyễn Khắc Tự quỳ gối cầu nguyện và xin được xử chính nơi ấy. Lý Hình tháo gông và xiềng xích, thầy Tự nằm xuống đất, Lý Hình tròng dây qua cổ. Chiêng trống ba hồi ầm ĩ vang lên, hai Lý Hình cầm hai đầu dây cùng siết thật mạnh, thắt chặt cổ cho đến hơi thở cuối cùng, giã từ cuộc đời ô trọc khi tuổi của thầy Tự 32 tuổi. Linh hồn thầy đã bay lên cùng Chúa, lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, thứ Bảy ngày 10 tháng 7 năm 1840. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng 1783-1840. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1783 tại làng Đồng Chuối, huyện Bình Lục, tỉnh Ninh Bình. Ngài vào tu trong nhà Đức Chúa Trời ngay từ lúc còn nhỏ. Tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời và chăm chỉ chu toàn công việc trong nhà Chúa. Khi làm thầy giảng, thầy đã giúp nhiều linh mục thừa sai và sau thì về giúp cha Phạm Khắc Khoan ở Phúc Nhạc.
thầy thường theo cha Khoan đi làm việc tông đồ mà không sợ bị bắt bớ. Khi ở nhà, thầy giữ luật rất nghiêm túc, suốt sáng đọc kinh lần hạt mân côi dâng kính Đức Mẹ. Giáo dân rất quý mến và cảm phục về lòng đạo đức thánh thiện của thầy. Thầy bị bắt lúc 50 tuổi và đang giúp cho cha Khoan ở Phúc Nhạc. Trong những ngày bị bắt và tù ngục, lúc đầu được giam cùng cha Khoan, nhưng sau thì quan lại cho lệnh giam thầy Phêrô Hiếu một nơi riêng, không cho tiếp xúc với cha Khoan nữa. Thầy bị tra tấn nhiều lần rất tàn ác, bị đòn vọt rất dã man, bị đeo gông cùm xiềng xích rất nặng nề và chịu đói khát. Nhưng thầy vẫn một lòng kiên trì, không chịu bước qua thánh giá. Thầy cương quyết và sẵn lòng chịu mọi khổ cực một cách can đảm và vui vẻ vì đạo Chúa, không một lời ca thán hay trách móc những kẻ đánh đập hành hạ mình. Có lần quan cho gọi thầy ra trình diện và khuyên thầy bước lên thập giá với những lời lẽ ngọt ngào. Quan nói: "Tôi rất thương anh nên muốn tha cho anh về với gia đình để làm ăn. Nếu anh nghe theo tôi sẽ giúp đỡ để anh có thể lập nghiệp dễ dàng." Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu khiêm tốn đáp lại: "Tôi hết lòng cảm ơn quan lớn về những lời khuyên dụ và hứa hẹn giúp đỡ tôi, nhưng tôi không thể bỏ Chúa tôi là đấng đã tạo dựng nên trời đất cùng mọi loài thụ tạo trên trần gian này. Ngài là Chúa trời đất, tôi phải tôn thờ Ngài." Quan hỏi: "Anh nói Chúa trời đất à? Đạo này là do mấy người Tây Dương tới tuyên truyền nhảm nhí chứ không phải như vậy đâu. Anh phải vâng lệnh Đức Vua. Anh đã biết Đức Vua đã nghiêm cấm đạo này không?" Thầy nói: "Bẩm quan lớn, tôi biết Đức Vua cấm, nhưng tôi phải vâng lời Thiên Chúa là đấng tôi tôn thờ hơn là vâng lời Đức Vua." Để lung lạc thầy, quan cho biệt giam hai thầy trong một phòng riêng, không cho tiếp xúc với cha Khoan vì sợ cha Khoan sẽ khuyến khích và khuyên bảo nên hai thầy sẽ theo cha mà không chịu bước lên thánh giá. Dầu thế, dù xa cha, hai thầy vẫn khuyên bảo nhau vững lòng theo Chúa và cam chịu mọi đòn vọt đánh đập tàn ác. Có lần lính lôi thầy Hiếu qua ảnh tượng Chúa, thầy co chân lại và nói lớn: "Các anh kéo tôi chứ tôi đâu có chịu. Tôi không dám xúc phạm đến Chúa tôi tôn thờ. Tôi không dám xúc phạm đến Chúa trời đất là Chúa của tôi." Sau đó, thầy ăn chay và các ngày thứ sáu để đền tội, xin ơn can đảm, chịu mọi sỉ nhục đớn đau. Quan khuyên dụ nhiều lần, nhiều cách mà các thầy vẫn cương quyết không bỏ đạo, nên quan lập cách ép buộc hai thầy bỏ đạo, mặc dầu không còn được giam chung với cha Khoan nữa, không còn được sự khuyến khích thiêng liêng của cha Khoan, nhưng các thầy lại khuyến khích nâng đỡ nhau chịu đòn vọt cho đến chết vì đạo Chúa, vì yêu mến Chúa. Giam cầm mãi, đến đầu mùa thu năm 1839, quan lại gọi thầy Hiếu ra dụ dỗ một lần nữa để bước qua thánh giá và bỏ đạo. Thầy vẫn cương quyết, dù có phải chết thì cũng luôn sẵn sàng đón nhận, chứ không bao giờ bỏ đạo Chúa. Lần cuối cùng trước khi quyết định kết án hai thầy, quan cho gọi thầy Phêrô Hiếu tới để khuyến dụ. Quan nghĩ rằng thể nào cũng sẽ thuyết phục được thầy, nên quan đối xử với thầy rất nhã nhặn và hiền hòa. Quan án hỏi thăm sức khỏe của thầy, hỏi thầy có cần gì không. Thầy trả lời: "Xin cảm ơn quan, thầy không cần gì, thầy chỉ mong được chết cho Chúa." Sau đó, quan án hỏi: "Đây là lần cuối cùng, tôi muốn khuyên thầy suy nghĩ lại mà bước qua thập giá để được tha. Thực tình tôi muốn tha cho thầy, nhưng đây là lệnh của Đức Vua. Nếu thầy không vâng lệnh Đức Vua thì bắt buộc tôi phải thi hành án lệnh. Giờ đây tôi mong thầy nghĩ lại và làm theo lệnh Vua." Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu khiêm tốn trả lời: "Tôi xin hết lòng cảm ơn thiện ý của quan lớn, nhưng việc bước qua thập giá thì nhất định không bao giờ tôi làm. Tôi rất vui lòng và sẵn sàng đón nhận cái chết vì Chúa, chứ không bao giờ tôi bỏ Chúa là đấng tôi tôn thờ." Thấy sự cương quyết và ý chí sắt đá của thầy, các quan biết không còn cách nào có thể thuyết phục được nữa, nên quyết định kết án trảm quyết. Án được vua chuẩn phê và ngày thi hành được ấn định là 28 tháng 4 năm 1840 cùng với cha Khoan và thầy Thành. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong chân phước cho ngài ngày 27 tháng 5 1900
và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu, linh mục 1812-1861. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu sinh tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định trong một gia đình Công giáo tốt lành. Được tiếp nhận một nền giáo dục vững vàng trong đức tin và một đời sống đạo đức, ngay từ nhỏ, cậu đã nhiều lần ngỏ ý ao ước được dâng mình cho Chúa, theo đuổi lý tưởng linh mục. Tới tuổi trưởng thành, cậu được phép cha mẹ dâng mình cho Chúa, vào chủng viện và được bề trên gửi đi du học tại Penang, Mã Lai. Tại Penang, thầy sống một đời sống gương mẫu về lòng đạo đức cũng như chăm chỉ học tập. Cha Thuyết là bạn đồng môn với thầy tại Penang, nói về thầy rằng tôi thấy thầy Lưu rất chăm học, lại giữ luật lệ rất nghiêm ngặt, sốt sáng đọc kinh và sốt sáng lãnh nhận các bí tích một cách đều đặn. Tính tình rất nghiêm thẳng, thích giúp đỡ bạn hữu, không bao giờ ca thán hay làm mất lòng ai. Khi đã học xong chương trình triết và thần học, năm 1844, thầy được bề trên gọi về cho lãnh các chức nhỏ tại Lái Thiêu và lãnh công tác đi dạy giáo lý cho các tân tòng. Sau đó thầy lãnh chức phó tế, rồi đi giúp cha Thuyết là bạn học nhưng được chịu chức linh mục trước tại họ đầu nước. Cha Thuyết nói rằng trong thời gian giúp ngài tại họ đầu nước, thầy phó tế Nguyễn Văn Liệu luôn là mẫu gương đạo đức cho mọi người, không ai chê thầy điều gì cả. Sau đó thầy Phêrô Nguyễn Văn Liệu được lãnh chức linh mục, rồi được bổ nhiệm phụ trách mục vụ các sứ đạo như Mặt Bắc, Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho. Ở đâu cha cũng chu toàn bổn phận một cách hoàn hảo, chu đáo, đáng khen. Cha chú trọng vào công việc giảng dạy giáo lý, đi thăm các gia đình, lui tới thăm viếng và an ủi những người đau ốm hay cao niên trong sứ đạo. Có lần cha dám liều vào nhà tù thăm viếng và khích lệ những tín hữu bị bắt vì theo đạo. Cha khuyên nhủ họ rằng, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều phải chết. Vì thế anh em hãy can đảm theo chân Chúa Giêsu. Được chết vì Chúa, vì đạo là điều hạnh phúc nhất. Anh em hãy cầu nguyện và tin vào lòng xót thương của Chúa. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh để chúng ta thắng vượt mọi khó khăn. Nhờ lòng nhiệt thành và can đảm như vậy mà giáo dân ai cũng thân quen, gần gũi cha, thương mến và coi cha như người cha trong gia đình. Năm 1853, đã có lần cha thoát chết một cách rất hy hữu. Lúc đó cha đang là cha xứ ở Mặc Bắc. Vừa được lệnh thuyên chuyển đi xứ khác, thì quan trấn thủ Vĩnh Long được mật báo đem quân đến vây bắt cha. Không bắt được cha, họ bắt cha Philippe Phan Văn Minh và ông trùm Giuse Nguyễn Văn Liệu để thế mạng. Đến năm 1860, cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu đang coi sóc xứ Ba Dòng thì quan trấn phủ ra lệnh bắt tất cả những người theo đạo ở Xoài Mút và Ba Dòng gần Mỹ Tho đưa về giam chung ở tỉnh. Trong hoàn cảnh đau thương này, cha đã bỏ tiền đút lót với lính canh và khôn khéo thưa trình với thượng cấp. Cha thường cải trang, lén lút vào thăm viếng an ủi những con chiên bị bắt bớ vì đạo. Khi thì cha tới khuyên bảo họ giữ vững đức tin, khi thì đưa mình Thánh Chúa cho họ rước lễ. Một hôm vì sơ ý nên quan thanh tra trại giam nghi cha là linh mục nên ra lệnh bắt cha. Trước mặt các quan, cha khôn ngoan trả lời để không ai vì cha mà phải phiền lụy. Quan hỏi ngài, ông theo đạo Công giáo có phải không? Cha thẳng thắn đáp, phải, tôi là người theo đạo Công giáo. Quan hỏi, ông có phải là đạo trưởng không? Cha đáp, phải, tôi chính là đạo trưởng. Quan hỏi, ông đã ở đâu và trong những làng xóm nào? Cha đáp, tôi không có nơi nào nhất định. Đi đây, đi đó, nơi nào có người Công giáo thì tôi lui tới để thăm viếng họ. Quan lại hỏi,
Thế cha mẹ anh em ông ở đâu? Cha nói, cha mẹ anh em tôi chết cả rồi, tôi chỉ có một mình. Quan hỏi, ông có đi du học Tây Phương về không? Cha đáp, tôi không đi du học Tây Phương, nhưng tôi du học tại đảo Penang ở Mã Lai. Quan hỏi, ai đã phong chức đạo trưởng cho ông? Cha đáp, Đức cha Dominic. Quan hỏi, bây giờ ông ấy ở đâu? Cha đáp, ngài theo lệnh vua trở về Tây Phương rồi. Sau cuộc phỏng vấn, các quan khuyên cha bỏ đạo. Cha dõng dạc trả lời, thưa các quan, đạo đã ăn sâu vào tận xương tủy của tôi rồi. Làm sao tôi có thể chối đạo được? Người giáo dân hay thầy giảng còn không dám bỏ đạo, làm sao một đạo trưởng như tôi lại dám bỏ đạo? Sau đó các quan nói về vụ liên quân Pháp và Tây Ban Nha đến tấn công tại Đà Nẵng và yêu cầu cha Liệu đi gặp họ để xin họ rút quân. Cha Liệu trả lời cha không liên hệ gì tới chiến tranh, lại không có quyền gì để nói chuyện với những người ngoại quốc này. Nghe cha nói, các quan lại trở lại việc khuyên dụ cha bỏ đạo. Các quan dọa nạt cha rằng, theo luật pháp nhà nước, tội ông rất nặng, ông hãy bước qua thánh giá và bỏ đạo, thì hoàng đế sẽ ra ơn, giảm án và trọng thưởng, bằng không thì tội ông phải chết. Một lần nữa, với giọng cương quyết, cha đáp, tôi giữ đạo từ bé, đạo không dạy tôi điều gì trái với luật lệ quốc gia, còn điều các quan khuyên tôi thì lại trái ngược với lẽ phải, tôi không thể theo lời các quan được. Thấy không thuyết phục được cha, các quan ra lệnh giam giữ trong tù, cổ đeo gông, tay xiềng xích. Nhưng cha luôn tỏ ra vui vẻ, tươi cười và mau mắn khích lệ những tín hữu cùng bị giam. Cha luôn xuất sáng cầu nguyện, và mỗi khi cầu nguyện thì cha quỳ trên nền nhà tù ẩm ướt. Còn thời giờ thì cha đan giỏ, bán lấy tiền giúp các bạn tù. Lâu lâu cha lại bị kêu ra đánh đòn, tra khảo, dọa nạt cùng với những con chiên của cha. Dù bị đánh đập tàn nhẫn, bị hành hạ xiềng xích, gông cùm, đói khát, khổ nhục, cha vẫn một lòng cương quyết không bước qua thánh giá, không bỏ đạo và luôn xưng mình là linh mục. Quan khuyên và ép buộc ngài bước qua thánh giá, ngài lại dõng dạc trả lời như mấy lần trước, đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy của tôi, làm sao tôi bỏ được? Và lại, một người tín hữu bình thường, một thầy giảng còn không bỏ đạo, huống nữa tôi đây là một đạo trưởng, một linh mục. Sau một thời gian giam giữ với hy vọng cha sẽ bị lung lạc ý chí mà bước qua thánh giá để bỏ đạo, nhưng các quan đều thất vọng vì không thể khuyên dụ được cha. Quan đầu tỉnh Mỹ Tho bực tức liền tuyên án tử hình bằng cách chém đầu. Nhận được tin sẽ bị chém đầu vì không bỏ đạo, cha vui mừng cảm tạ Chúa đã ban cho cha được đổ máu làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Cha dọn mình sốt sáng và khuyên bảo những người cùng bị tù đày hãy luôn vững tin và trông cậy nơi Chúa. Để thi hành án lệnh, sáng sớm, lúc 8 giờ ngày 7 tháng 4 1861, quan trấn phủ sai một tên lính tới nhà tù tuyên đọc bản án, rồi tháo gông, tháo xiềng và áp giải cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu ra công đường. Tại đó, quan giám sát tên là Thôn Phan Chan cùng với đoàn quân hùng hậu, gồm 50 binh lính gươm giáo xếp thành hàng hai tiến ra pháp trường. Pháp trường ở ngoài thành, ngay trên con lộ từ Mỹ Tho đi Sài Gòn. Trước khi bị hành quyết, cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu quỳ cầu nguyện chừng 10 phút. Đội lý hình chuẩn bị sẵn sàng, đợi ba hồi chiêng trống nổi lên. Dứt tiếng chiêng cuối cùng thì tên đao phủ lành nghề vung gươm lên cao, chém một nhát đứt đầu, rồi mọi người hoảng hốt bỏ chạy vì sợ hồn người chết nhập vào. Sau một lúc thì chỉ còn lại một tên lính gác. Từ xa xa, một nhóm giáo dân 10 người xông tới thấm máu và xin nhận xác. Thi hài vị chứng nhân đức tin được các tín hữu thu lại, đem về an táng chung với gông cùm và một chiếc bình đất vấy đầy máu cha. Sau này, giáo dân Mỹ Tho đã cải táng đưa về đặt tại bàn thờ chính Thánh đường Mỹ Tho. Tới năm 1960, lại một lần nữa hài cốt của ngài được rước về nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong ngài lên hàng ngũ các bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh tử đạo Việt Nam,
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục 1796-1838. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại làng Ninh Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình ngoan đạo. Ngay từ nhỏ, ngài được cha mẹ cho vào nhà Chúa học tập và rèn luyện các nhân đức để sau này mong con mình trở thành linh mục đạo hạnh. Tính ngài rất thật thà, chăm chỉ học hành cần mẫn trong bổn phận được trao phó. Nhờ vậy mà ngài được các bề trên lưu ý cách riêng. Bề trên rất ngạc nhiên thấy một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành lại trội vượt các nhân đức hơn các bạn tu cùng lứa tuổi. Bề trên nhận định cậu Tự có thể là một linh mục tốt sau này nên cho cậu học triết rồi thần học. Khi học xong chương trình triết học và thần học thì bề trên gọi lên cho chịu chức linh mục. Năm 1826, thầy Phêrô Nguyễn Văn Tự thụ phong linh mục lúc 30 tuổi. Sau khi làm linh mục, ngài xin gia nhập dòng Đa Minh, rồi tới ngày 4 tháng Giêng 1827, ngài chính thức khấn ba lời khấn của dòng trong tay cha bề trên Amandi Chiêu. Là một linh mục dòng, cha hoàn toàn phục tùng các quyền đấng bề trên. Bề trên trao phó cho bất cứ công việc gì, dù khó khăn nặng nhọc, thì ngài cũng cúi đầu vâng lời một cách khiêm tốn. Trong suốt 12 năm phục vụ dân Chúa trong thiên chức linh mục, ngài đã được từ anh em linh mục tới giáo dân nhìn nhận ngài như một tấm gương rất tốt lành về lòng đạo đức và nhiệt thành. Cuộc đời ngài nổi bật nhất là đời sống cầu nguyện. Ngài luôn kết hợp với Chúa và trên tay luôn có cỗ tràng hạt. Ngài rất yêu mến và năng quỳ cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ. Khi dâng lễ thì ngài sốt sáng, trang nghiêm và tâm hồn như bay bổng lên trời, nhất là khi truyền mình máu Thánh Chúa. Ngài trịnh trọng như thu hết tâm trí vào bánh thánh và chén thánh, lúc đó trông ngài siêu thoát lạ thường. Năm 1838, bề trên chỉ định ngài đi coi sứ Đức Trai, cũng gọi là Kẻ Mốt, thuộc tỉnh Bắc Ninh, giữa lúc vua Minh Mạng Gia sắc dụ cấm đạo khắt khe nhất. Vì thế, khi về nhận sứ, ngài không dám làm việc công khai mà chỉ âm thầm lén lút làm việc mục vụ vào các buổi tối. Ngài không dám xuất hiện nên cứ phải lén lút nay nhà này mai nhà khác rất vất vả. May mắn là trong xứ có một viên chức tốt lành tên Quang. Nhà ông này có vườn chuối và vườn trầu khá lớn, lại rất rậm rạp. Ông nghĩ có thể đón giúp cha xứ tới trú ẩn tại đó. Một hôm ông lén tới gặp cha Tự và nói: "Thưa cha, tình thế khó khăn quá như thế này, con rất lo lắng cho tính mạng của cha. Cha cứ lưu động mãi thế này thì sợ có ngày bại lộ. Vậy nếu cha đồng ý thì xin cha tới ẩn đánh tại vườn chuối và vườn trầu của con. Vườn vừa rộng vừa lớn lại rậm rạp, kín đáo lắm." Nghe ông Quang đề nghị, cha đồng ý ngay. Rồi ngay tối hôm đó, cha tới trú trong vườn chuối nhà ông Quang. Mỗi buổi sáng, ông Quang canh gác để cha đi dâng lễ ngay trong khu vườn. Ngày này qua ngày khác, cha Tự vẫn tiếp tục lo việc phục vụ Chúa qua bổn phận đã được trao phó. Cha rất sốt sáng chăm lo phần linh hồn cho giáo dân và tìm mọi cách để lo việc truyền giáo, mở mang nước Chúa. Nhưng tình thế bắt đạo mỗi ngày một gia tăng, quan quân đi sục sạo khắp nơi tìm bắt các đạo trưởng. Một hôm quan quân kéo nhau bao vây làng Kẻ Mốt để bắt cha Tự. Khi biết tên, một vài anh em thanh niên đã nhanh chân đưa cha đi lánh tại nhà bà Thảo. Khi cha tới thì bà Thảo nói: "Thưa cha, con mời cha vào, con thà chết chẳng thà bỏ cha." Tại nhà bà Thảo, thầy Đa Minh Úy 26 tuổi là người đi sát với cha trong việc tông đồ. Thầy đã đích thân lo tu bổ xây cất nơi trú ẩn này. Thầy làm một lầu và một hầm. Thầy tính cha sẽ ở dưới hầm, còn thầy thì ở trên. Nếu có lính tới khám xét, chỉ bắt được thầy, còn cha ở dưới hầm sẽ thoát nạn. Nhưng quân lính khám xét thấy áo lễ và chén lễ của cha mà không thấy cha, nên bọn lính bắt một số dân đánh đập cha Khảo. Trong số đó có ông Lang Ninh, vì yếu đòn quá nên đã khai ra chỗ cha đang ẩn trốn. Ông Lang Ninh đến nhà gặp ông Quang bàn chuyện nộp cha, nhưng cả hai ông lại sợ mang tiếng với dân làng, nên bày kế là ngày mai sẽ cho người giả vờ đem cha đi trốn ở làng Hương bên cạnh, có chỗ kín đáo và bảo đảm hơn, rồi báo cho lính biết chặn đường mà bắt cha luôn. Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, trên đường chạy trốn, có cha Tự, thầy giảng Đa Minh Úy và một chú giúp lễ cùng đi tới nhà ông Loan thì bị quân lính vây bắt. Khi bắt được cha tại nhà ông Loan, bọn lính trói xiết cánh tay cha mạnh quá làm sai khớp xương, rất đau đớn.
họ điều tra tới công trưởng làng, có ông Loan là trưởng làng. Vì thấy tay cha sai khớp lại chảy máu nữa nên ông xin cởi trói cho cha và nói: "Cha à, xin cha nộp 6 lạng bạc, bọn lính sẽ tha cho cha." Cha bình tĩnh trả lời: "Trước kia tôi đã mất tiền cho khỏi bị bắt, bây giờ Chúa đã thương cho tôi được tuyên xưng đạo, xin các ông cứ nộp tôi cho các quan." Bọn phản bội biết cha không bỏ tiền ra, chúng lại trói cha và giải cha đem nộp cho các quan ở làng Sĩ An. Khi gặp cha, quan hỏi: "Cha đã bắt và trói ở đâu trong 3-4 ngày hôm nay?" Cha trả lời: "Nếu không có ông Loan thì khi nào các ông mới bắt được tôi?" Quan nghe cha nói, hiểu chuyện và không nói thêm gì nữa. Quan ra lệnh tất cả mọi người công giáo phải bước qua thánh giá. Người sau cùng là cha Nguyễn Văn Tự. Cha đứng nhìn con chiên lần lượt bước lên thánh giá mà lòng quặn đau. Cha chu lên khóc: "Xin Chúa và Đức Mẹ tha tội cho các con chiên của Chúa." Nói xong, ngài nghẹn ngào lau nước mắt, nhưng an ủi cha là cha thấy thầy úy và một vài người nữa không bước qua thập giá. Sau cùng, quan truyền: "Bây giờ đến lượt ông Nguyễn Văn Tự bước qua." Cha Tự không nói gì, im lặng đi tới, không bước qua mà lại ôm hôn kính thánh giá. Cha nói giọng rạc và lớn tiếng: "Tôi là linh mục, không bao giờ tôi bước qua thánh giá, vì thánh giá là dấu Chúa chọn để cứu chuộc nhân loại. Quan tha tôi về thì tôi về, bằng không thì tôi sẵn sàng chịu chết, chứ sẽ không bao giờ tôi phạm tội đến Chúa tôi thờ." Sau đó quan cho giải cha về huyện Lương Tài, quan ngỏ ý đòi cha nộp tiền thì tha, nhưng cha cương quyết không nộp. Quan lại cho giải về Ninh Thái, tức thị xã Bắc Ninh ngày nay. Về tới nhà tù Bắc Ninh, cha gặp lại thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy, hai cha con vui mừng được gần nhau để an ủi và khích lệ nhau. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tự hỏi thầy: "Con có muốn được tha thì cha sẽ khai con chỉ là người nấu cơm cho cha thôi, vì sự thực cũng là như thế." Thầy Bùi Văn Úy trả lời: "Thưa cha đừng khai như vậy. Con ước ao được theo cha, nếu phải chết cho Chúa con xin sẵn sàng." Thế là hai cha con được giam chung với nhau trong một thời gian cho tới khi cha Phêrô Tự được phúc tử đạo trước thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy. Sáng hôm sau, quan cho mời cha tới phòng riêng, tiếp cha rất lịch sự, cho cha ngồi chiếu tử tế rồi hòa nhã hỏi cha về các thừa sai và đạo trưởng trong giáo phận. Cha cũng vui vẻ và lịch sự không kém, trả lời quan về hai vị giám mục và những linh mục đã bị bắt rồi. Quan nghe cha khai như thế thì tỏ ra hài lòng, rồi quan lại đưa các đồ thờ tịch thu như áo lễ, chén lễ và các đồ thờ phượng yêu cầu cha cắt nghĩa. Cha lại được dịp cắt nghĩa và giảng đạo cho các quan nghe. Cha cũng bác bỏ những điều bịa đặt và cắt nghĩa xuyên tạc về các nghi thức phụng sự trong đạo công giáo. Các quan nghe xong tỏ ra thông cảm với cha. Một hôm ngồi trong tù, tình cờ cha thấy có một đống sách họ tịch thu của cha. Cha lấy một cuốn mở ra thì may mắn vô cùng, cha thấy ở ngay trang cuối có ghi tên một số tín hữu. Cha vội vàng tìm cách hủy ngay tên những người giáo dân đó đi. Ở trong tù, lính canh gác cẩn mật lắm, rất khó có thể thực hiện được ý định này. Cha liền nghĩ ra xin họ cho cha chiếc chiếu, lấy cớ là chiếc chiếu của cha nằm ẩm ướt hôi thối quá, lại bị muỗi cắn quá. Khi được chiếc chiếu, cha giả bộ nằm ngủ cuộn người trong chiếu, rồi từ từ nhai nát những trang giấy có ghi tên giáo dân và nuốt hết. Thế là kế hoạch thành công. Cha vui mừng vì chỉ sợ những giáo dân này còn yếu kém đức tin, mà bị bắt thì họ sẽ đạp qua thánh giá như bao nhiêu tín hữu yếu lòng khác. Trong tù, cha thường nói với thầy Đa Minh Úy, thầy Francisco Mậu và 4 giáo dân nữa là Giuse Cảnh, Thomas Đệ, Augustino Mới và Stefano Vinh. Sau này tất cả những người này đều được phúc tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Cha nói rằng ai chối thầy trước mặt người đời thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Các quan thấy không thể thuyết phục được cha Phêrô Nguyễn Văn Tự nên quyết định làm án cha Phêrô Nguyễn Văn Tự trảm quyết, tức là chém đầu, và ông trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh án trảm quyết, gửi về triều đình xin vua phê chuẩn. Còn 5 người kia thì truyền đánh mỗi người 100 roi, rồi phát lưu ra Bình Định. Sau nhiều ngày các quan chờ đợi bản án gửi về, thì ngày 7 Tây tháng 8, triều đình gửi trả lại bản án.
nhưng vua truyền lệnh tra hỏi lại Cha Tự và những người này. Nếu những người này vui lòng bỏ đạo thì được ân xá, nếu bướng bỉnh ngoan cố chống lại lệnh của vua thì chém đầu hai vị trên, còn những người kia thì xử rào tất cả. Hai ngày sau, các quan vâng lệnh vua lại cho dẫn cả bảy người ra tòa. Các quan ngọt ngào khuyên dụ bỏ đạo, khuyên không được các quan lại dọa nạt. Các quan hỏi Cha Phêrô Tự: "Này ông Tự, thực tình chúng tôi muốn tha ông, vậy ông nghe chúng tôi bước lên thánh giá để được tha." Cha Phêrô Tự khiêm tốn trả lời: "Tôi cảm ơn các quan về những lời hứa hẹn này, nhưng tôi không thể bỏ Thiên Chúa của tôi để theo vua và các quan. Tôi không thể trà đạp lên ảnh tượng của Thiên Chúa, cũng như là của cha mẹ tôi, cũng như là ảnh của vua, thì làm sao tôi có thể đạp lên được. Tôi vui lòng chết vì Thiên Chúa của tôi." Nghe những lời đầy tâm huyết nhưng rất khẳng khái của cha, các quan biết không làm gì hơn được nữa, cho nên lệnh đưa ngài về nhà ngục. Sau đó các quan cho biết là ngày 5 tháng 9 sẽ thi hành án lệnh của vua. Được tin, cha vui mừng nhờ một giáo dân mời cha Phương, xứ Kẻ Roi vào thăm để giải tội cho cha. Hai ngài gặp nhau, cảm động, an ủi và khích lệ nhau và hẹn gặp nhau trên thiên đàng. Rồi cha Phương phải vội vã đi ngay vì sợ lính gác phát giác cha là đạo trưởng. Quan đầu tỉnh quyết định sáng ngày 5 tháng 9 1838, các quan giám sát và đội quân lý hình áp giải cha Phêrô Nguyễn Văn Tự và ông trùm Du Xe Hoàng Lương Cảnh ra pháp trường đồi Sài Bông, Bắc Ninh để xử tử. Trên đường ra pháp trường, cha phủ kín mũ áo ròng trên đầu để âm thầm cầu nguyện. Nhiều người theo sau muốn nhìn mặt cha nên xin lính đến xin cha kéo áo mũ xuống để họ nhìn thấy. Một người được nhìn thấy bộ mặt tươi vui, quả cảm của cha đã nói: "Nhìn khuôn mặt đầy nhân ái, trẻ trung và cương nghị của ngài, tôi thương ngài quá, thật là chết uổng." Một bà ngoại giáo thêm lời: "Ông ta dơ cao thánh giá để quảng cáo đạo của ông ta." Bà khác cướp lời: "Không phải thế đâu, ông ta chết vì cái thánh giá đó mà." Chị Nga còn trẻ đi bên cạnh bà cụ già thêm lời: "Một người còn trẻ đẹp trai cao giáo như thế mà đem đi giết người ta thì mấy ông này ác quá." Mấy tên lính đi bên cạnh quay lại dọa nạt: "Liệu lời mà nói, không thì ông chém đầu hết cả bây giờ." Nói chưa xong thì đoàn quân đã đi tới đồi Sài Bông, nơi đã hành quyết nhiều người trước đây. Nhưng không hiểu vì lý do gì quan giám sát lại ra lệnh dẫn cha về phía bên phải của đồi để xử cha tại đó. Cha quỳ cầu nguyện vài phút thì quân lý hình tới tháo gông và trói chặt tay cha về phía sau. Trong khi trói cha thì có một người tín hữu rất quý mến cha tên là Hải Thạc, sau cũng được phúc tử đạo, tới xin đặt một miếng gối lớn, xin cha quỳ lên gối, để khi bị chém thì máu sẽ đổ trên gối. Cha có một thân hình to con và cao giáo nên khi quỳ cũng vẫn còn cao nên cha phải cúi đầu xuống thấp để cho lý hình chém dễ dàng hơn. Khi chuẩn bị đã xong, quan giám sát nói lớn: "Hãy dùng một nhát gươm mà chém đầu ông ta một nhát rồi tung đầu lên cao cho mọi người thấy." Quan nói xong thì ba hồi chiêng trống nổi lên, bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm sét nổ rợn rùng. Tiếng chiêng cuối cùng, một tên lý hình vung cao gươm chém một nhát, không đứt cổ. Anh ta phải chém nhát thứ hai, cổ mới đứt, rồi lý hình tung đầu ngài lên cao. Nhiều người chứng kiến la lối ầm ĩ, có tiếng kêu lên: "Giêsu Maria, xin đón nhận thầy cả Phêrô vào thiên đàng." Một sự lạ xảy tới là khi đầu ngài vừa rơi xuống đất thì một đàn chim đông vô kể từ đâu bỗng bay tới vây quanh xác ngài. Một ông già đã lấy tấm khăn thấm máu ngài thì thật lạ lùng, ông thấy ba tấm hình nổi lên trước khăn của ông. Một hình cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, một hình người lý hình đang vung gươm chém đầu ngài và một hình pháp trường nơi xử trảm ngài. Một chuyện lạ khác là có một em bé bị bệnh đau bao tử nhiều năm, uống nước hòa chút máu của ngài thì em đó khỏi bệnh ngay. Người ta còn ghi lại rằng, cậu tham con quan tần giữ một miếng vải áo ròng của cha. Nhiều người xin chuộc lại nhưng cậu nói: "Từ khi tôi mang miếng vải này, ma quỷ không dám quấy phá, cám dỗ tôi nữa nên tôi không bán lại cho ai đâu." Một chuyện lạ khác, có một tên lính bị quỷ nhập, hành hạ anh ta khổ lắm. Người ta lấy nước thánh dẩy trên anh, nhưng anh ta chỉ cười.
Tới ông Loan, nhớ là chiếc gươm chém đầu cha thánh tử, ông còn giữ. Ông Loan lấy chiếc gươm đó áp vào cổ anh bị quỷ ám, tức thì anh ta khỏi và nói được như bình thường. Ngay từ khi bị chém, cha thánh tử đã làm nhiều phép lạ. Nhiều người gặp những sự khó khăn hay bệnh nạn, cầu xin với cha thánh Phêrô tử đều được Chúa cho như ý. Sau khi xử, quan ra lệnh phải chôn ngay tại đó, nhưng sau giáo hữu bỏ tiền mua chuộc để rước thi hài ngài về an táng tại họ Nghĩa Vũ, huyện Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Francisco Neron Bắc, linh mục 1818-1860. Thánh Phêrô Francisco Neron Bắc sinh ngày 23 tháng 9 năm 1818 tại Bọc Nây, tỉnh Jura thuộc giáo phận Saint-Claude, nước Pháp. Gia đình thuộc thành phần nông dân nghèo túng, cha mẹ không có tiền cho con ăn học. Do đó, cậu Neron từ nhỏ tới năm 17 tuổi đã phải lao động vất vả và phải chăn nuôi gia súc để giúp đỡ gia đình. Tuy hàng ngày phải làm ăn vất vả, cậu Neron cũng cố gắng tìm những giờ rảnh rỗi để tự học trau dồi kiến thức. Lúc ấy Neron còn dồi dào sinh lực, con người cao giáo mạnh khỏe, khi làm việc thì hăng say với công việc, khi rảnh rỗi thì đùa giỡn la hát nhộn nhịp khắp xóm làng. Neron có tinh thần văn nghệ, thích hát sướng, mua vui cho bạn bè. Khi giáo xứ có dịp tổ chức văn nghệ thì không lần nào mà không có mặt Neron. Thấy cậu con trai của mình có vẻ ham thích văn nghệ thì mẹ cậu tỏ vẻ ái ngại. Có lần gặp cha Clement là cha chánh xứ Bọc Nê, bà tâm sự với ngài rằng: "Thưa cha, xin cha khuyên bảo cháu Neron giúp con. Nó thích vui đùa thì tốt, nhưng con chỉ sợ nó vui quá rồi quên Chúa, quên cầu nguyện thì con sợ lắm." Cha chánh xứ trả lời bà: "Này bà, tôi biết bề ngoài nó như thế, nhưng trong tâm hồn nó vẫn mang nặng mối suy tư. Tôi đã thấy nhiều lần nó lẻn vào chỗ thanh vắng cầu nguyện sốt sắng lắm, hình như nó đang ăn vạ Chúa điều gì đó. Nhiều lần tôi thấy Neron lần hạt mân côi cầu nguyện với Đức Mẹ, bà cứ an tâm cầu nguyện cho nó." Thế rồi một hôm trời lạnh, cả gia đình ngồi quây quần bên lò sưởi. Neron chăm chú cầm trên tay cuốn sách nhỏ, đó là cuốn Pensée Bien, là mối suy tư của bạn. Cậu Neron đọc và nhận ra tiếng Chúa gọi mình. Cậu muốn dâng hiến cuộc sống của mình cho việc tông đồ của Chúa. Từ đó cậu thay đổi hẳn. Cuộc đời bỗng trở nên trầm lặng hơn, thích đọc sách và cầu nguyện âm thầm một mình. Một hôm Neron đón gặp cha Clement, cha chánh xứ Bọc Nê. Cậu ngỏ ý muốn đi tu. Hôm đó là ngày đầu tháng 11 năm 1837. Lúc ấy cậu Neron đã 19 tuổi. Cha Clement nghe cậu Neron xin đi tu thì ngạc nhiên lắm. Cha đã đề nghị với cậu vào làm ông từ ở nhà thờ, vừa lo dọn bàn thờ, thu dọn đồ lễ, mở và đóng cửa nhà thờ cho giáo dân. Đó là những công việc của ông từ nhà thờ. Làm như thế để cậu có dịp làm quen với công việc phụng tự hàng ngày, vừa có thời giờ để học tiếng Latin bên cạnh cha nữa. Neron đã đạt được ý nguyện sau một thời gian kiên trì học tập ở gần cha Clement. Ngày 14 tháng Giêng năm 1839, cậu được nhận vào chủng viện Nozeroy. Cậu Neron to con 20 tuổi ngồi chung với các bạn đồng lớp 14-15 tuổi. Đối với người khác thì mắc cỡ, nhưng với Neron thì điều phải chấp nhận để đạt tới lý tưởng linh mục. Học qua chương trình trung học, tới năm 1845, cậu được nhận vào Đại chủng viện Lons-sur-Saulnier. Năm 1846, thầy đổi sang Đại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Trong suốt 3 năm trong Đại chủng viện này, thầy Neron
là tấm gương sáng sống động về lòng đạo đức siêu nhiên. Thật là ơn Chúa làm việc một cách rõ ràng nơi đời sống của người Chúa thương yêu. Ngày 17 tháng 6 năm 1848, thầy Phêrô Francisco Niron thụ phong linh mục bởi tay đức cha Afra, tổng giám mục giáo phận Paris. Hai tháng sau ngày thụ phong linh mục, bề trên hội truyền giáo cho lệnh cha rời Paris xuống tàu đi truyền giáo tại Việt Nam. Để tới Việt Nam, tàu phải qua ngã Hồng Kông và Macau. Tàu lênh đênh trên biển cả mãi trung tuần tháng 2 năm 1849 mới tới nơi. Cha thuê một chiếc tàu buôn của người Trung Hoa chạy theo ven biển Bắc Việt. Đi tới La Phù là họ đạo đầu tiên giáp Quảng Đông. Đi dần xuống Mạn Nam ngày 28 tháng 3 năm 1849, cha tới Hà Nội đến trình diện đức cha Roto Liêu. Đức cha cho cha về chủng viện Vĩnh Trị để học tiếng Việt và nhận tên mới là Niron Bắc. Sau 4 tháng, cha Niron Bắc bắt đầu làm mục vụ cho giáo dân ngay tại giáo xứ Hà Nội. Một năm sau, tức năm 1850, cha Niron Bắc theo đức cha Roto Liêu về kinh lý miền Kim Sơn thuộc giáo phận Phát Diệm ngày nay, mở tuần đại phúc trong nhiều địa sở. Chỉ trong một tháng, cha tính sổ đã giải tội được 1.000 lần, phần nhiều là về ban đêm. Năm 1854, cha Niron Bắc được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Kẻ Vĩnh có chừng 150 chủng sinh. Là giám đốc chủng viện có trách nhiệm huấn luyện và đào tạo các linh mục tương lai, cho nên cha sống đời sống gương mẫu, khắc khổ, giữ chay các ngày thứ sáu trong tuần. Nhưng vì tình thế bắt đạo rất ác nghiệt nên chủng viện phải đóng cửa và cha phải bỏ Kẻ Vĩnh đi công tác truyền giáo tại xứ Đoài, tức là miền Sơn Tây. Miền này có 16.000 tín hữu, cũng là nơi còn in sâu nhiều kỷ niệm của hai vị thừa sai là cha Cọc Nay Tân và cha Sớp Phơ Đông đã bị bắt tại đây và đã tử đạo năm 1837 và 1851. Cha đã bị bắt một lần và đức cha Rơ To Liêu đã vận động giáo dân xin chuộc lại. Tới năm 1858, cha lại bị bắt lần thứ hai và giáo dân cũng đã tích cực chuộc cha với số tiền 300 lạng bạc. Vì sự thất bại trong việc quan hệ với Pháp, vua Tự Đức bực bội ra chiếu chỉ cấm đạo ác nghiệt hơn. Chiếu chỉ viết là tất cả các quan phải triệt để thi hành chiếu chỉ của trẫm. Nếu theo ý riêng mình như đã xảy ra trước đây, sẽ bị nghiêm phạt như kẻ vi phạm luật pháp nhà nước. Đọc chiếu chỉ này, các quan địa phương không còn ai dám lơ là trong việc bách hại đạo nữa. Cha Niron Bắc là người Tây phương cao giáo trắng trẻo nên rất dễ dàng nhận diện. Giáo dân các giáo xứ không ai dám cho cha ẩn trú nữa, do đó cha phải lẩn trốn vào trong rừng cây, sống chui rúc trong những khóm cây rậm rạp. Có lần cha bị mất liên lạc với giáo dân, nên phải nhịn đói nhịn khát, bị kiệt sức ngất xỉu dưới gốc cây. May mắn sau đó dân làng tạ xá tìm thấy, liền lấy nước cháo cho cha uống từ từ phục hồi. Sau cả tiếng đồng hồ, cha mới tỉnh lại rồi đón cha về cho ở ẩn trong một cái hầm. Nhưng rồi mau chóng, nhiều người lại biết cha đang ở tạ xá, dân làng lại lo sợ và xin cha đi chỗ khác. Họ mời cha xuống chiếc ghe và đưa cha đến làng yên tập. Dân làng thấy cha vừa vui mừng vừa lo sợ, họ liền cử một cụ già dẫn cha lên một đỉnh núi vắng vẻ ở trong một chiếc lều lợp lá. Cha ở đó với cụ già được 3 tuần lễ, cha lại phải di chuyển về làng Xuồng. Ở được 3 tháng trong một gia đình ngoại giáo rất có lòng quý mến các vị thừa sai, rồi cha lại di chuyển xuống Chiêu Ứng. Tại đây bị quan quân rượt bắt, cha lại chạy sang làng Ruber ẩn trong rừng chừng 2 tuần lễ. Cuối cùng cha lại về yên tập tạ xá và bị bắt tại vùng đất này. Dù trốn lánh ở đâu thì cha cũng cố gắng liên hệ với giáo dân. Ban đêm cha tìm cách lui tới gặp gỡ để giảng dạy giáo lý hay ban các bí tích giải tội, dâng lễ, v.v. Chính vì thế mà tại đây, có anh giáo gian tên là Phan Luyện, đánh bạc thua nợ ông lý trưởng 100 quan. Ông hứa sẽ tha nợ cho anh nếu chỉ chỗ trú ẩn của cha Niron Bắc. Anh này vì nợ nần nên đã âm thầm chỉ chỗ cho ông Lý. Ngày 5 tháng 8 năm 1860, theo sự chỉ điểm của anh giáo gian Phan Luyện, ông lý trưởng tạ xá và ông cai tổng Xuân Trình đem lính tráng tới vây bắt cha Niron Bắc. Họ vật ngã cha xuống đất, đánh vào 2 ống chân rồi trói lại đem lên thuyền trở về tổng Xuân Trình.
Tin đồn tới Sơn Tây, ông tỉnh trưởng liền gửi ngay một đội quân 50 vệ binh đến bắt cha Nerong Bắc, đeo xiềng xích nhốt trong chiếc cũi gỗ khiêng về tòa tỉnh trưởng ngày 7 tháng 8 năm 1860. Trước mặt quan tỉnh Sơn Tây, cha luôn luôn bình tĩnh, khẳng khái và cẩn trọng. Quan hỏi cha đã gặp những ai, đã ở những nơi nào và được những ai giúp đỡ, thì cha thẳng thắn trả lời: xin quan đừng hỏi làm chi, tôi sẽ không khai ai và những vùng nào, tôi không muốn những người ấy hay những vùng ấy bị các quan làm khó dễ, xin quan cứ hỏi tôi thôi. Quan truyền đánh cha 40 roi, nhưng cha cắn răng cam chịu, cha không khai một ai và cũng không la lối một lời. Điều làm cho quan và lính ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền, mỗi ngày chỉ uống một chén nước. Ngồi trong cũi chật hẹp mà nét mặt cha lúc nào cũng tươi vui, các vết thương lở loét, không có thuốc chữa trị mà cha vẫn vui vẻ. Nhiều người nói cha quả là vị thần sống. Họ đồn thổi với nhau: cha đúng là thần sống rồi, không ăn đã 21 ngày mà vẫn sống, vẫn tươi cười, thật là lạ lùng. Ngày 2 tháng 9 năm 1860, quan lại gọi ra công đường thẩm vấn lần thứ hai. Lần này tàn khốc hơn, quan chất vấn về cuộc hành quân của Pháp và Tây Ban Nha tại Việt Nam. Cha Nerong Bắc vì không dính líu với chuyện chính trị nên không biết gì để khai. Các quan thấy vậy nổi sùng, cho lệnh bắt cha nằm xuống đất rồi quật luôn 40 roi dữ dội, nát thịt bắn máu, chảy ướt luôn cả quần lẫn áo. Thế là cha bắt đầu tập luyện tuyệt thực, mỗi ngày sáng rửa mặt, uống một ly nước lạnh rồi chui vào cũi ngồi lần hạt đọc kinh. Thật vậy, các quan tưởng cha định tự tử nên lại ra vẻ nhân từ khuyên cha nên ăn một chút gì để dưỡng sức, nhưng cha vẫn một mực khước từ. Một lần khác, các quan tỏ ra thân thiện vui vẻ khuyên cha ký vào tờ giấy thú nhận là đã tham gia vào quân phiến loạn thì cha sẽ tha. Nhưng cha cương quyết từ chối và nói: tôi đến Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất là rao giảng đức tin Công giáo, là tin Thiên Đàng, là tin Thiên Chúa, là đấng tạo dựng muôn vật và muôn loài, là đấng đã dựng nên loài người chúng ta, cho nên chúng ta phải kính thờ Ngài. Từ khi tôi tới Việt Nam đến nay, tôi chỉ giảng dạy như thế. Tôi không hề tham gia và không hề biết đảng phái nào, tôi cũng không biết bọn phiến loạn là ai. Nghe cha phân trần như thế, các quan không nói thêm gì nữa. Thấy để cha sống lâu, dân chúng kính trọng, quả là bất lợi cho vua quan. Do đó, quan án tỉnh Sơn Tây là Trương Quốc Dung, Phan Huy Vinh và Phan Xuân đã gửi về triều đình bản án xin chém đầu và bêu đầu 3 ngày giữa chợ rồi buông xuống sông. Vua Tự Đức đọc bản án liền châu phê ngay. Bản án viết như sau: tên bị cáo là Nerong Bắc, quả thật là đạo trưởng đạo Gia Tô, đã có gan lẻn vào nước ta giảng tà đạo và lừa bịp quần chúng. Được gọi ra tòa, y nhất định nói dối, không chịu khai một số sự kiện, do đó y bị án là ngoan cố. Chúng tôi lệnh cho y phải trảm quyết ngay, đầu y phải bêu 3 ngày rồi quăng xuống sông, lệnh này cần phải thi hành. Ngày 3 tây tháng 11 năm 1860, cha Ferro Francisco Nerong Bắc được áp giải ra pháp trường Sơn Tây. Đi từ thị xã Sơn Tây lên phía làng Bách Lộc chừng một nửa dặm, đã biến thành cuộc nghênh đón trọng thể thật vui mắt. Đi đầu là một vệ binh giơ cao bản án, phía sau có kèn trống, chiêng bạc, cờ xí. Theo sau là 4 tên lính cầm gươm sáng lóng, đi hai bên cha Nerong Bắc. Sau cùng là một đại đội binh sĩ cầm đồng đi dưới quyền chỉ huy của viên trung tá cưỡi ngựa có 2 chiếc lọng tre. Hai bên đường đông đảo dân chúng cả lương lẫn giáo vì yêu mến hay vì hiếu kỳ, muốn tới chứng kiến những giây phút cuối đời của nhà truyền giáo anh dũng. Tới nơi sử, cha thản nhiên quỳ cầu nguyện trên chiếc chiếu, miệng lẩm bẩm. Quân lính tới tháo xiềng xích ở tay chân, giờ phút này chính tên đao phủ cảm thấy ớn lạnh, hai tay run sợ, cầm 3 nén bạc đi quanh nhờ người nào khác làm thay nhiệm vụ của mình, nhưng không ai dám nhận. Cả viên trung tá cũng xuống ngựa tới gần cha, trân trọng phân phó: thưa ông, nhà vua và các thượng chức trong triều cũng như quan chức Sơn Tây đã lên án kết tội ông. Xin ông tha lỗi cho chúng tôi, xin ông nhớ đến chúng tôi khi ông sang quê hương mới bên kia. Nói xong, ông nhảy lên ngựa và quát lớn: đã sẵn sàng chưa? Bọn lính hô lên: dạ sẵn sàng rồi.
Viên trung tá nói, sau ba hồi chiêng trống, ai nấy phải thi hành mau lẹ. Theo đúng chỉ thị, tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng, chỉ một nhát gươm của tên đao phủ chuyên nghề, đầu cha rơi xuống đất. Nhóm vệ binh cởi áo dài đen của cha, họ đòi giữ làm kỷ niệm vì họ tin cha là thần sống nhịn ăn 21 ngày mà không chết. Bổn đạo thì xin mua lại nhưng họ nhất định không bán. Cha Độ là cha chánh sứ Bách Lộc, khi ấy đã nhờ một người lương đến xin thi thể vị tử đạo để chôn cất và nói rằng tội nghiệp ông Tây không có thân nhân nên tôi làm phúc để đức cho con. 3 ngày sau, cha Độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thủ cấp bị ném xuống sông Hồng, giáo dân đi tìm vớt mãi mà không thấy. Năm 1880, vâng lệnh đức cha Jean Trodon, hải cốt cha thánh được bốc lên và đem về đặt tại giữa lòng nhà thờ Bách Lộc. Theo cha Lone viết trong hồi ký tại Paris năm 1921, thì ngày 3 Tây tháng 11 năm 1860, hôm đó trời thanh quang mát mẻ, nhưng vào lúc thi hành bản án, thì chính lúc đầu cha Neron Bắc rơi xuống đất, thì có một cơn giông rất mạnh, bất ngờ thổi đến, rồi mưa tầm tã đổ xuống như thác lũ. Những người lương dân chứng kiến tại chỗ đều sửng sốt nói, tại vì ông Cố Tây sống đời độc thân, thánh thiện nay bị xử tử bất công, làm cho cả trời đất cũng phải rung chuyển. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Trương Văn Đường, thầy giảng 1808-1838. Thánh Phêrô Trương Văn Đường sinh năm 1808 tại làng Kẻ Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gia đình tuy rất nghèo khó nhưng lại rất nổi tiếng là đạo đức tốt lành. Ngay từ nhỏ, cậu Phêrô Trương Văn Đường đã được người chú ruột là linh mục Trương Văn Thi phụ trách xứ Sông Chảy, cũng được phúc là thánh tử đạo đỡ đầu cậu lúc lên chín. Cậu Đường ở với cha Thi được ít lâu thì cha Thi lại gửi cậu tới ở với cha Phượng là cha xứ An Tập để học Latin trong thời gian 6 năm. Rồi sau đó cha Phượng lại gửi chú Phêrô Trương Văn Đường tới giúp cha Trạch xứ Bầu Nọ. Năm 26 tuổi thì thầy Phêrô Đường được đức cha Havazu ban sắc cho làm thầy giảng và chính thức thi hành chức vụ thầy giảng tại giáo xứ Bầu Nọ dưới quyền của cha Cognetân là chánh xứ. Nhờ tính tình vui vẻ, cởi mở, hiền lành, lại chăm chỉ chu toàn chức vụ và sốt sáng đọc kinh lần hạt mân côi, nên giáo dân từ già tới trẻ ai cũng quý mến và khen thầy là bậc thánh sống. Tới thời kỳ đạo Chúa bị cấm cách, các vị thừa sai bị truy nã gắt gao, cha chánh xứ Bầu Nọ là cha Cognetân phải ẩn lánh, thì trong nhà xứ chỉ còn thầy Phaolô Mỹ, thầy Phêrô Đường, thầy Phêrô Chuột. Thầy Phêrô Đường mau mắn vâng lời bề trên và cần mẫn làm tràng hạt phân phát cho các tín hữu. Tới khi có người ngoại giáo theo dõi rồi đi tố cáo với quan huyện là tại Bầu Nọ có Cố Tây tên là Cognetân, nên quan huyện vội vã cho đoàn quân lính đông đảo đổ về vây kín làng Bầu Nọ để bắt Cố đạo Tây Phương. Từ sáng tới chiều, đoàn quân sục sạo khám xét khắp nơi nhưng không bắt được đạo trưởng nào. Sau cùng, lúc kiểm kê nhân đinh tại đình làng, khi ấy thì các thầy Mỹ, thầy Đường, thầy Chuột đều phải có mặt tại đó, nên đã có người nhận diện và tố cáo cả ba thầy là những người cộng tác đắc lực của Cố đạo Tây Phương trong làng này. Vì vậy, quan ra lệnh bắt trói luôn cả ba thầy, và các thầy bị tra khảo nơi ở của Cố Tây, đạo trưởng. Các thầy nhất định không khai báo nên bị đánh đòn, máu chảy ra đầm đìa ướt hết cả quần áo. Sau khi ba thầy bị tra tấn rất tàn ác và bị trói chân tay đặt nằm dưới sân đình làng,
Lúc trời đã gần tối thì bọn lính lại reo hò vui mừng vì đã bắt được cố đạo Tây là Cognetan. Cha Cognetan bị họ bắt được và trói rồi nhốt trong chiếc cũi đem về để bên cạnh ba thầy. Khi nhìn thấy các thầy bị đánh quá tàn nhẫn, máu me chảy đầm đìa ướt hết cả quần áo, thì cha Cognetan đã lớn tiếng la lên, bên nước chúng tôi không có việc tra tấn dã man như thế này. Thầy Phêrô Trương Văn Đường bị đánh 90 roi, thầy bị đau đớn lắm nhưng thầy luôn tỏ ra vững vàng tin cậy nơi Chúa, luôn kiên trì trung thành với đạo Chúa. Trong những lần bị tra tấn, phần nhiều thầy Phaolô Mỹ trả lời thay cho cả ba thầy, nhưng khi tra tấn và quan bực bội quát hỏi thầy Đường thì thầy chỉ vắn tắt trả lời một cách dứt khoát rằng: "Bẩm quan lớn muốn tha thì nhờ ơn quan lớn tha. Nếu quan lớn bắt chúng tôi và chém đầu hay phải chết cách nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn việc bắt tôi bước lên ảnh tượng Chúa tôi và bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bước lên và không bao giờ tôi bỏ đạo. Quan lớn nên biết rằng bỏ đạo để sống thêm ít ngày ở thế gian này mà chết mất linh hồn và xác đời đời thì vô phúc đời đời. Biết là không còn cách nào để thuyết phục được nữa nên các quan đã đồng quyết làm án xử giảo trình lên triều đình. Nhưng khi gửi án lệnh xuống thì vua Minh Mạng đã sửa lại là giảo giam hậu. Biết chắc chắn mình sẽ phải chết nên thầy đã biên thư cho cha Maret Phan lá thư để nói lên lòng trung thành với Chúa và giáo hội, đồng thời xin cha cầu nguyện cho thầy. Trong bài tường thuật về cuộc tử đạo của thầy, cha Maret Phan đã nhắc lại những lời thầy Phêrô Đường đã viết cho ngài như sau: "Con mọn là đường, lạy cố ngàn lạy, con có nhiều tội, không đáng viết thư cảm ơn và cầu chúc cố, song tin vào lòng nhân lành của Chúa Giêsu Kitô, con xin người gìn giữ cố hồn an sắc mạnh để giáo hội Bắc Việt được tồn tại lâu dài nhờ các việc lành của cố. Từ khi con được diễm phúc chịu khổ về đức tin, con vẫn nương nhờ thầy Phaolô Mỹ viết thay. Nhưng hôm nay trước khi sắp lìa bỏ trần gian này, con tự nghĩ đến công ơn nhiều vô vàn của cố. Như lá cây trên rừng, cát dưới biển, con sợ là vô ơn nếu không ít nhất một lần bày tỏ lòng biết ơn của con. Con chọn ngày hôm nay là ngày con được rước mình Thánh Chúa. Sau khi con tạ ơn Chúa đã tới thăm viếng con trong nhà tù này, con nhớ tới công ơn của cố, con cám ơn cố muôn ngàn lần. Con cũng xin cố nói lại với hai cha chú của con là cha Thi và cha Đệ, mỗi cha làm cho con ba lễ theo ý chỉ sau đây. Lễ thứ nhất cầu cho tất cả những người làm việc truyền giáo đã qua đời, là những người đã vất vả vì giáo dân và đang chia sẻ nghĩa vụ. Lễ thứ hai cầu cho tất cả ân nhân của con từ bé đến lớn, nhất là những người đã coi sóc con trong nhà giam này. Lễ thứ ba cầu cho cha mẹ con và tất cả các linh hồn đang phải giam trong luyện ngục. Về phần con không xin gì vì tin chắc rằng cố sẽ không quên con sau khi con chết, cũng như trong suốt cuộc đời của con." Năm Minh Mạng thứ 19, tức là năm 1838, các quan triều đình duyệt xét các án, rồi truyền lệnh phải xử giảo cả ba thầy. Ngày 7 tháng 12, quan coi ngục đến báo tin cho thầy biết. Các thầy nhắn tin cho cha Triệu đến chứng kiến giữa đám đông trong ngày hành quyết để ban phép giải tội sau cùng và chúc lành cho ba thầy. Ngày hôm sau, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 18 tháng 12, 1838, một đoàn quân hùng hậu tới 300 binh lính xếp thành hai hàng áp giải các thầy ra pháp trường. Mỗi thầy có đến 4 lý hình đi theo, hai bên hai lý hình giữ gông, xiềng xích, một lý hình đi trước mang bản án viết trên bảng gỗ và một lý hình đi theo sau mang chiếc gươm to sáng loáng. Bản án của thầy Phêrô Trương Văn Đường được ghi như sau: Trương Văn Đường sinh quán ở làng Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, có tội theo đạo Gia Tô, án mùa thu năm nay chuyển cho nó phải xử, Minh Mạng năm 19, ngày 2 tháng 11 âm lịch. Đoàn quân đi tới phố Nhi thì dừng lại, theo thông lệ của nhà nước trước khi bị hành quyết, thì dọn cho các tử tội một mâm cơm, các thầy đều từ chối nhất định không ăn, các thầy nói là đã có củ ăn trên trời rồi, không cần củ ăn ở dưới thế gian này nữa. Các thầy mời đội lý hình ăn thay cho các thầy. Thầy Phêrô Đường bị đội lính ép mãi thì thầy nói: "Chúng tôi kiêng không ăn uống rượu là dấu chứng tỏ chúng tôi từ bỏ mọi sự vui sướng xác thịt và không thông đồng với giặc như các quan đã cố tình buộc tội cho chúng tôi." Sau một ít phút dừng chân ở phố Nhi,
đoàn quân lại tiếp tục tiến tới pháp trường gọi là Gò Sỏi ở Bến Mới, tức Mông Phụ. Cha Triệu đã nhanh chân nhập vào đám quần chúng đông đảo. Cha cố tình len tới để các thầy nhìn thấy và cha giải tội lần sau hết cho các thầy. Các thầy bị trói hai tay rồi kéo thẳng ra trói chặt vào hai cột. Hai chân cũng bị căng ra trói rất chắc vào hai cái cột khác. Cổ thì bị cuốn dây thừng. Đợi lệnh cuối cùng thì đội Lý Hình kéo hai đầu dây thật mạnh cho tới khi tử tội tắt thở. Đội Lý Hình xử thầy Đường vì đã không chuẩn bị đúng mức, nên khi vừa nghe tiếng chuông tiếng trống lệnh cuối thì Lý Hình kéo dây mà lại không thắt cổ đúng mức, nên làm cho thầy Đường phải vất vả hồi lâu, đầu mới nằm xuống đất. Sau đó Lý Hình phải đốt ngón chân cái để xem tội nhân đã chết thật chưa. Nhưng tên Lý Hình cầu thả đốt luôn cả bàn chân của thầy Đường, khiến dân chúng đứng chứng kiến chung quanh la lối lớn tiếng, cho là tàn ác quá. Thấy thế, quan giám sát liền phạt tên Lý Hình 3 cái cán gươm. Sau đó, đông đảo giáo dân và thân quyến đã tới xin nhận xác 3 thầy, rước về Kẻ Máy, Cao Ngoại. Nơi đó có cố Maret Phan, cha Triệu, cha Trinh làm lễ tiễn đưa, rồi an táng trong nhà bà Tín, một giáo dân ngoan đạo. Một thời gian sau, cha Phương xin cải táng, về đặt ở gian thứ 2 nhà thờ Kẻ Mây. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Phêrô Trương Văn Đường lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.